À, xin chào cả nhà. Hôm nay tôi tiếp tục trở lại cùng với cả nhà, các anh chị, các bạn. Lần đầu tiên tôi xin cảm ơn các anh chị, các bạn đã ủng hộ, đăng ký kênh, subscribe, comment, có những chia sẻ và comment bên dưới. Rất mong được sự ủng hộ của anh chị và các bạn. Và sau đây tôi xin chia sẻ phần tiếp theo là nhà đầu tư William O'Neill. Với câu nói rất nổi tiếng: với sự kiên trì và làm việc chăm chỉ, mọi thứ đều có thể. Bạn có thể làm được mọi thứ, và lòng quyết tâm là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự thành công. Là chuyên gia nghiên cứu về cổ phiếu William O'Neill, sinh năm 1933 tại thành phố Oklahoma và lớn lên tại Texas. Ông tham gia lực lượng không quân và sau đó tiếp tục học cao học và học tốt nghiệp trường đại học Sunthum Medis. Ông rất quan tâm đến thị trường chứng khoán, vì vậy sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu tham gia lại môi giới cổ phiếu tại công ty Hayden Storm năm 1958. Chính những năm tháng kinh doanh tại công ty Hayden mà O'Neill đã nhận thấy mình thích hợp với lĩnh vực nghiên cứu kinh doanh hơn là lĩnh vực buôn bán, một lĩnh vực mà ông phải dành hầu hết thời gian của mình vào việc đó. O'Neill cũng khởi đầu sự nghiệp kinh doanh của mình giống như những nhà đầu tư khác và đặt mua một vài tin bản tin đầu tư và mua cổ phiếu với tỷ suất PE thấp. Kết quả kinh doanh không được tốt lắm, nhưng ông vẫn tiếp tục đọc nhiều cuốn sách về thị trường chứng khoán. Năm 1959, một năm sau khi trở lại nhà thành phố và trở thành một nhà môi giới cổ phiếu, ông nhận thấy các quỹ như Dodge hoạt động tốt hơn nhiều so với tất cả các quỹ khác. Dodge là người quản lý và quỹ này có số vốn tương đối nhỏ là 15 triệu đô la. Quỹ Dodge có hoạt động kinh doanh mạnh hơn hai lần so với các quỹ khác vào cùng thời gian đó. Thành công trong kinh doanh của quỹ này hấp dẫn đến nỗi O'Neill đến mức ông phải quyết định nghiên cứu tất cả các cổ phiếu mà quỹ này mua trong giai đoạn 2 năm trước. Ông gửi đặt mua báo cáo hàng quý và giai đoạn giao dịch trên các báo cáo thể hiện các của quỹ này qua những cổ phiếu nào, và sau đó ông nghiên cứu biểu đồ của những cổ phiếu này. Nghiên cứu này đã khiến ông thay đổi về quan điểm về cách thức mua bán cổ phiếu của ông, và ông đã phát triển chiến lược kinh doanh của mình chính là nhờ quá trình phân tích biểu đồ của cổ phiếu. Thông qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, O'Neill phát hiện thấy từ năm 1957 đến năm 1959, quỹ này đã mua vào khoảng 100 cổ phiếu khi tất cả các cổ phiếu này thực sự đạt được một mức giá mới và sau khi xác định được xu hướng diễn ra trên biểu đồ. Là một giao dịch theo đám đông và là người chuyên gia nghiên cứu về những cuốn băng ghi phiên giao dịch cổ phiếu, Jack Dodge mua cổ phiếu khi cổ phiếu đạt được mức giá mới và vượt qua các giai đoạn giá không có sự tiến triển. Khám phá này giúp O'Neill phát triển một hệ thống nguyên tắc riêng của mình dựa trên những nghiên cứu, những đặc điểm chung của các cổ phiếu hàng đầu mà khi xét đến khía cạnh giá của cổ phiếu đó. Ông đã mất khoảng 2 hoặc 3 năm để lập ra hệ thống các nguyên tắc này. Cùng với thời gian đó, năm 1960, ông đã được nhận vào học và chương trình phát triển quản lý BMD đầu tiên trên đại học của Harvard. Khi học ở trường đại học Harvard, một trong những cuốn sách mà ông được đã đọc và làm là làm cách nào để giao dịch trên thị trường chứng khoán của Jack Livermore. Cuốn sách đầu tiên của O'Neill đọc là cái cuốn sách mà tôi đã chia sẻ trong video trong các video trước là nào để giao dịch trên thị trường chứng khoán của Livermore. Các bạn có thể xem lại trong các video trước là Livermore là người và tiên phong cho những cái quá trình giao dịch thành công. Cho nên các bạn có thể xem lại bí mật để giao dịch trên thị trường chứng khoán của Jack Livermore.
Ông đã học được rất nhiều từ cuốn sách này về mục tiêu của thị trường, đó là phải giảm thiểu số tiền thua lỗ và khi đang giao dịch sai hướng, và phải kiếm được khoản lợi nhuận to lớn khi đang giao dịch đúng hướng và xu hướng diễn ra trên thị trường. Tuân thủ theo những nguyên tắc riêng cộng với những kinh nghiệm kinh doanh và những cái tích lũy của mình, O'Neil đã tăng khoản đầu tư của mình lên trên 20 lần trong vòng 18 tháng từ cuối năm 1962 đến năm 1964. Ồ, trong 2 năm mà O'Neil đã tăng cái số tài khoản của mình lên tới 20 lần. Quá là tuyệt vời các bạn ạ. Đây là điều đáng học hỏi. Với toàn bộ số vốn là 500 đô ban đầu, O'Neil bắt đầu kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Điều này một lần nữa chứng minh, cũng giống như những nhà kinh doanh khác được đề cập trong cuốn sách này, mọi người hoàn toàn có thể bắt đầu kinh doanh với số vốn hạn chế, và việc nghiên cứu, tuân thủ những nguyên tắc trong kinh doanh sẽ giúp mọi người có thể gia tăng được đáng kể về tài khoản của lợi nhuận của mình. Ông đã phát triển phương pháp Ken Slim. Là phương pháp này được đề cập trong ở phần sau của chương trình này. Cổ phiếu đầu tiên ông mua có sử dụng phương pháp này là cổ phiếu Uniswap vào tháng 2 năm 1960. Trong 16 tuần, giá cổ phiếu này tăng lên gấp 2 lần. Tuy nhiên, ông đã bán cổ phiếu này quá nhanh và do vậy không kiếm được lãi nhiều. Đơn giản là vì ông không có nhiều tiền và để đầu tư tại thời điểm đó. Sau đó ông sử dụng phương pháp này để mua các cổ phiếu Proton, Britrick và Topaco, gọi là MGM. Lại một lần nữa, những cổ phiếu này đều hoạt động rất tốt, nhưng do vốn hạn chế nên ông cũng chỉ thu lại một khoản lợi nhuận nhỏ. Khi đọc cuốn sách Làm cách nào để giao dịch trên thị trường chứng khoán của Jack Livermore, O'Neil bắt đầu áp dụng chiến lược mua với số lượng nhiều hơn khi các cổ phiếu này tăng giá. Những nguyên tắc mới của O'Neil khiến ông giao dịch đúng các loại cổ phiếu đúng tại thời điểm. Cộng thêm với chiến lược mua số lượng này càng nhiều khi cổ phiếu càng tăng giá, giúp ông gia tăng lợi nhuận. Kết quả là luôn thuận lợi trong việc kinh doanh và gia tăng lên đáng kể. O'Neil là cũng đã áp dụng được bí mật giao dịch thị trường chứng khoán như thế nào của Jack Livermore. Cho nên các bạn phải tìm lại ba cái video mà chia sẻ về bí mật giao dịch thị trường chứng khoán như thế nào của Livermore để mình xem và học hỏi. Chính O'Neil là người đọc cuốn sách này và áp dụng theo cuốn sách này. Trong suốt nửa đầu năm 1961, O'Neil đã giao dịch thành công với cổ phiếu là GVF và AMF. Nhưng mùa hè năm 1961, thị trường bắt đầu sụt giá và tất cả những khoản lợi nhuận của ông đều bị biến mất. Ông nhận thấy mặc dù quyết định mua là đúng nhưng lại gặp những cổ phiếu này, cầm giữ những cổ phiếu này quá lâu thì xu hướng thị trường thay đổi. Ông dành thời gian còn lại ở năm 1961 để nghiên cứu từng phiên giao dịch và đã tham gia năm đó. Phân tích này cuối cùng cũng giúp ông tìm ra con đường đúng đắn cho mình. Chúng ta có thể thấy rằng quá trình phân tích là một đặc điểm quan trọng mà tất cả các nhà kinh doanh cổ phiếu thành công trước ông đều có. Trong quá trình phân tích, O'Neil nhận thấy mình đã giao dịch đúng khi mua cổ phiếu Tentatrix với giá là 20 đô la sau khi cổ phiếu này giảm giá so với mức ban đầu. Ông quyết định bán nhanh và kiếm một nhanh và kiếm được 2-3 điểm. Quyết định nhanh giống như David với chiến lược không bao giờ bị túng quẫn khi kiếm được những lợi nhuận đã thực sự trở thành những chi phí cơ hội lớn. Trong ví dụ này, các cổ phiếu của Gainstick sau đó sẽ tăng giá và tăng lên gấp 3 lần. O'Neil đã đưa ra những lời bình luận, mình sẽ mua những cổ phiếu càng gần tới điểm quan trọng càng tốt và sẽ không mua những số lượng nếu giá cổ phiếu chỉ tăng 3, tăng 5%, hơn 5% so với mức giá ở giai đoạn này. Ông sẽ mua với số lượng nhiều cổ phiếu nếu cổ phiếu gia tăng hơn 2,5 hoặc là 3% điểm quan trọng so với khi ông mua bán ban đầu.
Có nghĩa là từ điểm mà tích lũy mà khi bứt thoát lên khoảng 2.5 đến 3%, đó là điểm mua tốt và mua tuyệt vời. Thì trong những cuốn sách mà tôi chia sẻ cùng các anh chị và các bạn, thì những cuốn sách của như là của Matt Minervini, O'Neill, Davat hay là Jack Livermore là những cuốn sách là theo phương pháp và về VFA, là về dòng tiền, dòng tiền và là và cái biến động giá. Tại sao tôi không không chia sẻ những cuốn sách như đầu tư giá trị như là của Buffett hay là một số nhà đầu tư dài đầu tư dài hạn, đầu tư giá trị. Còn cho nên tôi chỉ tập trung chia sẻ về phương pháp về dòng tiền, về VFA, là thì ở đây là tôi chia sẻ về những nhà đầu tư cá nhân thiên về VFA, là như Wyckoff, O'Neill, Jack Livermore, như một số nhà đầu tư khác. Tôi chia sẻ những cuốn sách của ông để phục vụ cho quá trình giao dịch của mình. Tại mình chọn con đường là phương pháp VFA thì mình tập trung vào những tác giả, những huyền thoại về phân tích về dòng tiền. Đó là điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Quyết định này cho thấy có thể ông đúng, và mặc dù cổ phiếu vẫn đang trên đà tăng giá, nhưng ông muốn kiểm soát rủi ro, ông quyết định bán cổ phiếu sau khi đã thu về lợi nhuận từ 20 đến 25% lợi nhuận khi giao dịch cổ phiếu này, nhưng ông vẫn tiếp tục giữ lâu hơn cổ phiếu đang tăng giá nếu cổ phiếu này vẫn chưa đưa ra vi phạm tín hiệu bán. Tính kiên nhẫn kết hợp với yếu tố thời gian, lợi nhuận nhiều nhất không không đến ngay lập tức, mà là con đường dẫn tới sự thành công, là con đường một quá trình học tập sẽ đem lại đỉnh cao trong sự nghiệp và tương lai của ông. Ông khám phá ra rằng cổ phiếu có tốc độ phát triển tốt thường từ 20 đến 25%, sau đó giá giảm giá và bắt đầu một xu hướng mới và tiếp tục tăng lại. Ông cũng nhận thấy khi cổ phiếu giảm nhanh chóng, nó sẽ so với điểm quan trọng và tăng 20% trong vòng 3 tuần, thì những cổ phiếu này cũng thường đem lại lợi nhuận tốt nhất và nên giữ cổ phiếu này ít nhất là 8 tuần. Sau đó hãy đánh giá lại cổ phiếu này và xem nên giữ nó lâu dài hay không. Chiến lược của ông đó là phải kiếm được số lợi nhuận là 20% và khi nắm cổ phiếu đó. Đó là chưa kể những cổ phiếu mạnh nhất và có thể đạt được mức lợi nhuận này trong một khoảng thời gian ngắn nhất, cũng như nguyên tắc cắt giảm thua lỗ xuống chỉ còn 8%. Có nghĩa là cắt lỗ chỉ còn 8% và chốt lời là khoảng 20 đến 25%. Tỷ số R/R là 31. Mức cắt lại dụ là lỗ là 8% so với mức mua cổ phiếu ban đầu của ông. Nếu bạn mua với số lượng cổ phiếu tăng 3% với lần mua đầu tiên, thì phương pháp số lượng nhiều hơn khi cổ phiếu tăng giá sẽ có tác động buộc bạn phải đầu tư tiền vào những cổ phiếu mạnh nhất. Khi ông bị mất tất cả số tiền lãi của mình vào đầu năm 1961, ông nhận thấy khi các cổ phiếu hàng đầu đã đạt mức giá đỉnh kỷ điểm, đây là tín hiệu cho thấy thị trường sẽ bắt đầu giảm giá ít nhất là 10%. Đây cũng chính là thời điểm ông bắt đầu tập trung học tập và nghiên cứu hành động diễn ra trên thị trường chung. Nghiên cứu của O'Neill cho thấy sự ảnh hưởng của xu hướng thị trường đến từng cổ phiếu như thế nào. Khi áp dụng nguyên tắc này, ông đã quan sát được những diễn biến của những cổ phiếu và của cả thị trường. Lúc này, do vậy, ông đã quyết định ngừng giao dịch tất cả các cổ phiếu đang nắm giữ. Ông giữ hoàn toàn bộ là tiền mặt, không đầu tư vào bất kỳ cổ phiếu nào khi thị trường bắt đầu giảm mạnh vào mùa xuân năm 1962. Nguyên tắc tắt này cũng giúp ông không ngừng giao dịch trước khi thị trường giúp ông là không giao dịch trước khi thị trường sụp đổ năm 1987. Khi đọc cuốn hồi ký của nhà hoạt động cổ phiếu của Edwin Dent, O'Neill đã thấy nét tương đồng giữa thị trường năm 1907 thì với thị trường hiện tại năm 1962. Sau đó ông bắt đầu bán trước khi mua cổ phiếu Kent State. Cuối cổ phiếu đang ở trong danh sách
mua của công ty Handel Store tại thời điểm đó bán non cổ phiếu. Đó cũng là khiến công ty bị chỉ trích ông, bởi vì ông vẫn đang làm việc cho công ty đó và ông cũng bán non cổ phiếu Calvert vào năm cuối năm 1962, và ông đã kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể từ những phiên giao dịch này. Tháng 10 năm 1962, sau khi vụ khủng hoảng tên lửa ở lửa Cuba lắng xuống và chỉ số Dow Jones tăng và bắt đầu tăng hơn nữa, và sau khi thị trường xác nhận đang ở giai đoạn là tăng giá, O'Neil mua cổ phiếu Sittler với giá là $58 cho một cổ phiếu, bởi vì đây là một trong những cổ phiếu hàng đầu vượt qua khỏi mức giá thị trường thấp nhất tại thời điểm đó. Trong suốt thời gian thị trường hoạt động sôi động năm 1963, ông tuân thủ theo nguyên tắc và đề ra và đạt được những thành công rực rỡ. Nhiều tài khoản của ông đã tăng tới 700% và ông đã hạn chế được mức thua lỗ xuống ở mức 5-6%. Và một trong những thành công lớn nhất của ông đó là giao dịch cổ phiếu Estate. Ông đã mua cổ phiếu này với giá là $100 và một cổ phiếu vào tháng 6 năm 1963. Giá cổ phiếu đã tăng vọt lên 40% trong vòng 8 tuần. Ông tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong vòng 6 tháng. Thành công dường như có vẻ đến với O'Neil khá nhanh, nhưng cũng không hề đơn giản. Ông mất nhiều đêm dài nghiên cứu để áp dụng các và đồng thời có kế hoạch và chiến lược. Ông cũng mắc một số sai lầm, nhưng ông quyết tâm và sửa chữa và không thể tái phạm một lần nữa. Có nghĩa là thành công của O'Neil hoặc là của chúng ta cần phải sự nỗ lực nghiên cứu và đưa ra những kế hoạch chiến lược và không ngừng học tập, không cần nghiên cứu. Chúng ta sẽ áp dụng văn tư tu. Văn là học, tìm hiểu và nghiên cứu. Tư là tư duy, dùng về tư duy kiểm nghiệm lại, kiểm định lại. Và tu là thực hành, là thực chiến và hành động. Đó, hành động quyết liệt. Thì ba cái điều đó để giúp ta mới có thể thành công được trong đầu tư. Và nhận ra được những sai lầm. Chúng ta thừa nhận những sai lầm và sửa đổi những sai lầm. Thì theo thời gian chúng ta sẽ hình thành một cái kỹ năng thì giúp ta chúng ta có sự thành công. Tôi muốn chia sẻ cùng các anh chị các bạn. Giai đoạn từ năm 1962 đến năm 1963, ông đã được thành công đáng kể với việc 3 lần giao dịch xuất sắc, tăng khoảng số vốn từ $5,000 lên $200,000. Ông sử dụng khoản tiền này và khoản tiền vay và khoản tiền chênh lệch giữa giá trị thị trường và cổ phiếu và khoản tiền ông đi vay từ môi giới để mua cổ phiếu và nhằm gia tăng lợi nhuận cho tài khoản của mình. Những lần giao dịch đó là bán cổ phiếu của Calvert trước khi ông mua cổ phiếu này và mua lại trước khi nó đó bà bán ra sau khi sau bán ra cổ phiếu Gillette Chiller và cổ phiếu Sutex. Thành công về mặt tài chính giúp O'Neil trở thành một trong những người trẻ nhất, lúc đó là 30 tuổi, mua được một chiếc ghế ở thị trường chứng khoán ở New York. Mua được ghế. Tại thời điểm đó, ông quyết định rời Highland và Store. Cũng trong thời gian này, ông bắt đầu nghiên cứu cổ phiếu sâu hơn và là người đầu tiên lập cơ sở dữ liệu hàng ngày về các cổ phiếu ở nước Mỹ. Tiếp theo là nghiên cứu tiên tiến. Ở California, O'Neil bắt đầu quản lý công ty riêng. Đây là công ty chuyên nghiên cứu về chứng khoán phục vụ cho những đơn vị đầu tư. Công ty ông lập cơ sở dữ liệu đến thị trường chứng khoán đầu tiên và toàn diện nhất. Vào thời điểm đó, đây là một trong những công ty nghiên cứu chứng khoán có uy tín lớn nhất trong thị trường của nước Mỹ, phục vụ hơn 600 tài khoản của các tổ chức quan trọng và tìm kiếm hơn 3.000 mục dữ liệu cơ bản và chuyên môn trên 10.000 cổ phiếu đã được niêm yết công khai. Công ty của ông cũng lập dữ liệu lên 9.600 các công ty đầu tư khác. Một trong những sản phẩm đầu tiên của công ty O'Neil Company là đưa ra cuốn cơ sở dữ liệu và biểu đồ các cổ phiếu. Ngày nay mỗi cuốn sách tượng trưng bày là 98 mục cơ bản và 27 mục chuyên môn khác nhau cho từng cổ phiếu. Những cuốn sách này cũng vẫn là tồn tại, nhưng đến Wanda truy cập trực tiếp và sử dụng thay vào cho một cuốn sách khác.
Đây là một dịch vụ cung cấp đường liên nối trang mạng, trang web trực tiếp với cơ sở dữ liệu của O'Neil. Ban đầu được nhóm những người quản lý quỹ sử dụng ngày vàng, nhưng ngày nay nó còn phục vụ rất nhiều các tổ chức tài chính uy tín. Ông cũng sở hữu những công ty như Daily Price, công ty sản xuất những cuốn sách in và biểu đồ các cổ phiếu và cung cấp biểu đồ cổ phiếu trên các trang web của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong suốt quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và là điều gì khiến cho một số loại cổ phiếu nhất định tăng giá nhiều hơn so với những cổ phiếu khác, O'Neil nhận thấy những cổ phiếu tốt thường có những đặc điểm chung nhất định trước khi chúng bắt đầu tăng giá mạnh. Ông bắt đầu công việc nghiên cứu từ năm 1953 và ghi lại những phát hiện của mình trong cuốn sách là các mẫu hình cho các nhà đầu tư cổ phiếu vĩ đại. Cuốn sách này đã mô tả những đặc điểm nổi bật hơn 600 cổ phiếu hoạt động trong vòng 50 năm qua. Ông sử dụng những thông tin qua việc nghiên cứu và này và làm về cơ sở dữ liệu và xây dựng chiến lược đầu tư cho riêng mình. O'Neil cũng có lẽ là được mọi người biết đến nhiều nhất trong cương vị là nhà sáng lập viên và chủ tịch của tờ nhật báo kinh tế của nhà đầu tư là IBD. IBD là một tờ báo về tình hình phát triển nhanh chóng của trong kinh doanh và tờ báo này ngày càng thu hút được nhiều bạn đọc hơn, là cũng chiếm được nhiều thị phần trên thị trường với tờ tạp chí Phố Wall. O'Neil khai trương tờ báo IBD vào tháng 4 năm 1984 với mục đích là cung cấp thêm những thông tin đầu tư hữu ích cho công chúng, và ban đầu chỉ có là 15.000 đơn đặt hàng dài hạn mà của các bạn đọc, và ngày nay số lượng độc giả ước tới là 800.000 người. Tờ báo này ban đầu doanh thu không cao, nhưng sau đó tình hình đã được cải thiện. Thời gian đó người ta còn cho rằng IBD là tờ báo dành cho các giám đốc điều hành, nhưng thực sự ra đây là tờ báo gồm rất nhiều thông tin có giá trị đối với tất cả các nhà đầu tư cá nhân thuộc mọi trình độ khác nhau. Do IBD có cách đánh giá và đưa ra những vấn đề độc đáo trên các nhà đầu tư đã có công cụ độc lập đáng tin cậy để biết thể tiếp cận và nghiên cứu thông tin thị trường mà không sợ quan điểm lệch lạc thiên vị. Do tờ báo này đã dựa vào các mô hình của cổ phiếu thành công mà ông đã nghiên cứu trên thực tế và ứng dụng trong IBD để kiểm tra trong khoảng thời gian một năm trước khi công bố cho bạn đọc. IBD đúng là một dữ liệu máy tính, là một công cụ đánh giá toàn bộ thị trường, cũng là một công cụ kiểm tra lại việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng về thị trường. Từ những nguyên tắc đầu tư đã đặt ra vào quá trình nhiều năm hoạt động trên thị trường và việc tiến hành nghiên cứu thị trường, ông đã sáng lập nên IBD. O'Neil cũng đã thành công đem lại nguồn lợi lớn khi xuất bản một cuốn sách về giao dịch cổ phiếu. Ông mua cổ phiếu PIC vào cuối năm 1976 và giữ cổ phiếu này trong vòng 7 năm rưỡi, và giá cổ phiếu này đã tăng lên gấp 20 lần. Ông đã mua cổ phiếu Bright Company và cổ phiếu này đã tăng lên 10 lần trong vòng 3 năm rưỡi kể từ lần thị trường sụt giảm năm 1982. Khi thị trường sụt giảm giá từ tháng 10 năm 1982, ông đã mua cổ phiếu America Online và Chrysler. Hai cổ phiếu này đã tăng trưởng là 456% và 313% kể từ thời điểm ông mua so với thời điểm ông bán, và khi những cổ phiếu này vẫn tiếp tục tăng giá. Năm 1990 và năm 1991, ông đã mua cổ phiếu Agen trong nhiều ngày giao dịch và mua với số lượng trải đều trong các ngày. Ông mua với số lượng nhiều hơn, và nếu cổ phiếu này mua ngày hôm trước đem lại lãi cho ông, nghĩa là mua khi giá tăng lần. Nếu giá cổ phiếu hiện tại là 20 điểm so với trung bình chi phí 1 điểm về giá xuất hiện, ông đã mua thêm cổ phiếu đó. Đây chính là chiến lược mua cổ phiếu một lượng mỗi ngày, và thường giá cổ phiếu tăng lên và những nhà đầu tư kinh doanh có kinh nghiệm đã áp dụng.
Tài khoản đầu tư cá nhân của O'Neill trung bình mỗi năm tăng 40% trong thập niên 1990 và ông đã tăng số tiền lãi lên 401% năm 1998 và 322% năm 1999. Những cổ phiếu của ông giao dịch thành công nhất là AOL. Đây là một giai đoạn thành công thứ hai của ông sau giai đoạn thành công đầu tiên vào năm 1960. Ông cũng trở nên nổi tiếng vì có những bài viết đăng trang trên tạp chí Phố Wall vào năm 1982. Ông tuyên bố rằng cổ phiếu đang có mức giá thấp và rằng mọi người nên đầu tư những cổ phiếu và những công ty phục vụ cho mặt hàng tiêu dùng và công ty điện tử. Cũng trong những năm đó, các giám đốc tài chính và các công ty đầu tư toàn bộ số tiền lãi kiếm được vào mua cổ phiếu và đạt được những thành công rực rỡ. Năm 1978 đến năm 1991, tài khoản của ông đã tăng lên 20 lần. Từ đầu năm 1998 đến năm 2000, tài khoản của họ đã tăng lên 1.500%. Ồ, quá tuyệt vời. Phương pháp O'Neill áp dụng nguyên tắc giao dịch của mình được gọi là phương pháp nghiên cứu đầu tư Ken Slim. Mỗi chữ cái thì Ken Slim là chữ viết tắt của từng đặc điểm chung của công cụ của tất cả các cổ phiếu ăn khách trước đây là năm 1953. Hiệu quả là các phương pháp này hiệu quả như thế nào? David Wright và Lipstadt, những nhà đầu tư độc lập, là những người đã sử dụng phương pháp Ken Slim trong thập niên 1980 và thập niên 1990, và họ đều đã giành chiến thắng ở cuộc đầu tư quốc tế và số tiền đầu tư thực tế. Có 10 triệu người đọc IBD và áp dụng Ken Slim trong nhiều năm. Và đã giao dịch được thành công, nhận được khoản tiền lãi đáng kể, đặc biệt là trong thời gian thị trường lên giá vào khoảng cuối năm 1990. Tiếp theo là những kỹ năng cần thiết là yêu cầu đầu tiên. Qua các cuộc phỏng vấn khác nhau, một tính cách nổi bật của O'Neill đó là nghị lực và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, giống như những nhà đầu giao dịch vĩ đại trước đó. Chúng ta có thể thấy hầu hết thời gian ông đều dành cho việc nghiên cứu chi tiết và diễn biến trên thị trường. Và đây là kỹ năng cần thiết đầu tiên và kỹ năng quan trọng bậc nhất. Nếu bạn muốn thành công, không có gì là không thể thay đổi thể cho sự chăm chỉ, đặc biệt là khi bạn muốn trở thành trong một trong những nhà giao dịch giỏi nhất. Như chúng ta đã đề cập từ trước, thị trường chứng khoán cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. O'Neill tin rằng phải cố gắng hết sức để có thể tạo ra lợi nhuận trong một môi trường luôn thay đổi như trên thị trường chứng khoán. Ông cũng tin rằng phải mất một thời gian học tập, nghiên cứu, làm việc chăm chỉ và kiên trì bền bỉ thì bạn mới có thể hoàn toàn hiểu và tham gia vào một mức độ nào đó để có thể giao dịch thành công trên thị trường. Những ngày đầu tham gia thị trường chứng khoán, ông đã phải mất rất nhiều đêm nghiên cứu biểu đồ và các cổ phiếu thể hiện ở thị trường và các hoạt động là xảy ra như thế nào. Chính những khám phá từ những nghiên cứu thực tế đã giúp ông xây dựng nên nguyên tắc trong kinh doanh của mình. Nguyên tắc của ông cũng dựa trên việc tối thiểu hóa và một cách tối đa hóa khả năng tìm kiếm. Đây là mục tiêu lớn nhất và cao nhất mà chúng ta đã từng gặp ở những nhà đầu giao dịch trước đó. Chính tham vọng to lớn và động lực giúp ông biến mục tiêu lớn nhất của mình trở thành hiện thực, và nhiều nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận to lớn khi sử dụng phương pháp Ken Slim này của ông. O'Neill sử dụng cả phân tích cơ bản, phân tích chuyên môn trong nguyên tắc giao dịch của ông. Ông không sử dụng chỉ số phân tích kiểu điều mà nhiều nhà đầu tư thường làm. Thay vào đó, ông dựa trên các số liệu thực tế, xem những gì đang diễn ra trên thị trường và thị trường hoạt động theo cách như thế nào. Trong quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, nếu bạn thấy những cổ phiếu hoạt động tốt trong những năm 1950 và 50 năm qua và có những đặc điểm chung về giá, và tại những cổ phiếu này lại có xu hướng đối lập với những gì đang thực sự diễn ra trên thị trường. Hãy nhớ lại những gì Jack Livermore đã từng phát biểu vào thế kỷ 20. Thị trường chứng khoán không thay đổi nhiều năm, nhưng những gì đã từng xảy ra trước đó sẽ còn tiếp diễn và lặp đi lặp lại. Câu nói này
đã được chứng minh một lần nữa thông qua nghiên cứu chi tiết của O'Neil về mô hình các cổ phiếu lặp đi lặp lại. Đây thực sự là kỹ năng của một nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại trong tương lai, lại tương lai cần phải có khả năng quan sát về những sự kiện khách quan và là quá trình lịch sử của cổ phiếu, thay vì dựa vào các ý kiến cá nhân hoặc nghe theo những lời khuyên giao dịch từ những người khác. O'Neil cũng tin tưởng rằng bị đá khỏi thị trường và bị mất một số tiền cũng là một ý tưởng hay. Ông coi những thua lỗ này là một học phí cần thiết để trả cho phố Wall. Ta cần chú ý rằng các nhà giao dịch có thể nâng cao kỹ năng của mình thông qua một việc rút kinh nghiệm từ những sai lầm mình mắc phải. Thua lỗ sẽ giúp bạn kiểm tra cảm xúc, nhờ đó cho thấy những tầm quan trọng của việc thiết lập và những nguyên tắc giao dịch hợp lý để có thể kiềm chế những cảm xúc trong lĩnh vực đầu tư cổ phiếu. Thất bại cũng là giúp cho ta học ra những bài học, giúp cho ta trưởng thành hơn. Ông coi các nhà đầu tư đầu tư tốt nhất là những người có tính quyết đoán và không có cái tôi cá nhân. Để thành công trên thị trường, không nhất thiết phải thông minh, khiêm tốn và biết lẽ phải, là biết phải phân tích và là cần thiết nhất. O'Neil nhiều lần đề cập trong cuốn sách của mình rằng bản thân của ông là biết khá nhiều thứ trong một số người khác, những người mặc dù thành công trong công tác và thông minh nhưng thường bị thua lỗ nặng nề trên thị trường chứng khoán. Họ cho rằng nhanh nhạy hơn thị trường hoặc họ không tuân thủ theo những nguyên tắc giao dịch hợp lý, mà có thể cả hai nguyên do trên. Thị trường cổ phiếu đơn thuần là một nơi không dành cho cái tôi cá nhân hoặc là cho sự không trung thực. Để thành công trên thị trường, bạn cần phải bỏ cái tôi cá nhân của mình. O'Neil tin tưởng vào việc nghiên cứu những đặc điểm tự nhiên và cơ bản của cổ phiếu. Có quá nhiều các thông tin chuyên môn ở ngoài mà không đề cập đến các chi tiết thông số về giá và số lượng cổ phiếu. Các nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại nhất được đề cập trong cuốn sách này được xem là tác động giá và số lượng và những yếu tố quan trọng nhất khi giao dịch cổ phiếu. O'Neil tin tưởng việc giao dịch tập trung có trọng điểm thay vì cố gắng theo dõi tất cả những tín hiệu khác nhau trên thị trường. Ông chỉ tập trung vào một tín hiệu đã được chứng minh qua thời gian và thị trường đang có nhu cầu về cổ phiếu. Có những xu hướng của thị trường chung của những cổ phiếu hàng đầu vào việc chúng ta hoạt động như thế nào, và dựa trên sự vận động về giá và số lượng cổ phiếu đang diễn ra. Có nghĩa là chúng ta dựa trên thị trường, sự vận động của giá và khối lượng cổ phiếu là hai điều quan trọng, là đó là trong VK, giá và khối lượng là điều quan trọng nhất. May mắn là không đóng vai trò gì để thành công khi giao dịch cổ phiếu lâu dài trên thị trường. Để thành công, bạn phải chăm chỉ, kiên định và phải rút ra một bài học từ những thử thách, sai lầm để nâng cao kỹ năng cho mình. O'Neil nhận thấy chỉ có một hoặc hai cổ phiếu trên tổng số 10 cổ phiếu đã mua thực sự nổi bật và có khả năng đem lại lợi nhuận lớn. Bạn cần cắt giảm thua lỗ xuống ở mức thấp nhất để bạn không bị dao động về mục tiêu đề ra, và bạn phải chắc chắn mình có thể có tư duy hợp lý. Với kinh nghiệm tích lũy được, nếu bạn tuân thủ theo những nguyên tắc trong kinh doanh về cổ phiếu thì bạn có thể cải thiện được các kết quả kinh doanh và kỹ năng của mình. Tiếp theo là nguyên tắc và sự thật. O'Neil là một người suy nghĩ tích cực và vừa là người tuân thủ nguyên tắc các quy định đề ra. Ông luôn quan sát các sự diễn biến ra trên thị trường thực tế và một khoảng thời gian dài để xem xét những gì đang hoạt động trên thị trường. Nhờ việc luôn luôn theo những nguyên tắc đề ra trong kinh doanh mà ông đã đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp của mình. Ông là người đầu cơ làm giá tăng giá cổ phiếu và rất quan tâm về cơ hội kinh doanh trong các công ty Hoa Kỳ do tinh thần hợp tác to lớn giữa các công ty và do lịch sử đầu tư của công ty ở đây. Bởi vì lịch sử khiến cho các giá của tất cả các cổ phiếu trên thị trường có xu hướng tăng lên trong nhiều năm qua, nên ông đã luôn luôn tuân thủ theo nguyên tắc đầu tư toàn bộ khi thị trường tăng giá và hầu như là ngừng giao dịch khi thị trường giảm giá. Năm 1989, ông nói ông chỉ có thể
là kiếm được lợi nhuận to lớn với 2 trong số 9 lần thị trường có biểu hiện sụt giảm giá, và trước đây ông dự tính có thể kiếm lời khoảng 66% trong lần giao dịch của mình. Như đã đề cập từ trước, và giống như các nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại khác trước khi ông đã từng làm, O'Neil phân tích tất cả những phiên giao dịch của ông vào thời điểm cuối năm, ông xem lại và đánh giá vào mỗi biểu đồ và giá và chính xác ông đã mua những và bán cổ phiếu như thế nào. Sau đó là có lẽ quan trọng nhất, nêu ra lý do tại sao ông mua hoặc là lý do tại sao ông bán. Ông sử dụng những tờ ghi chép này là tiếp tục học hỏi từ những sai lầm và mắc phải, và tự kết luận xem nguyên nhân nào giúp ông trở thành nhà giao dịch thành công. Và ông cũng tin rằng khi mua cổ phiếu, bạn nên ghi lại giá và có thể bán trong tương lai trước khi bạn thực sự mua cổ phiếu đó. Rất là hay. Có nghĩa là các nhà giao dịch thành công là cần phải có cái ghi lại lịch sử giao dịch, tại sao và mua, tại sao bán, và ta dựa trên đó để rút ra những bài học. Thì những cái cổ phiếu mà đã vi phạm thì nguyên nhân tại sao, và ta phân tích để rút ra cho một mình bài học trong những các lần giao dịch sau. Rất là tuyệt vời. Các nhà thành công là cần phải ghi lại. Nguyên tắc cắt giảm thua lỗ nghĩa là giảm thua lỗ 7-8% dưới mức giá mua. Khi giao dịch những cổ phiếu có tốc độ phát triển tốt, ông nhắm vào mục tiêu đạt được mức giá tăng lên 130%. Thị trường nhiều khó khăn, thử thách, nhưng ông hy vọng sẽ vượt qua tăng 20% tiền lãi. Ở đây coi như tỷ lệ PE là tiêu chuẩn đánh giá như khi nào cần bán và sau khi cổ phiếu đã tăng mạnh, cũng như khi nào cần mua khi cổ phiếu khi đang ở mức giá thấp. Cũng giống như cách phong cách của L và tỷ lệ PE, cách sử dụng tỷ lệ PE. Áp dụng nguyên tắc này giúp ông đã to thấy được vai trò của việc phân tích kỹ lưỡng những quyết định giao dịch trong quá khứ, và công cụ học tập quan trọng giúp ông tránh khỏi những rắc rối và không quên sử dụng những nguyên tắc bán và mua phù hợp trên thị trường. Những thông tin cơ bản và những cổ phiếu đóng một vai trò rất quan đưa ra quyết định có nên mua cổ phiếu đó hay không, bởi vì ông cho rằng hiểu được công ty đó và hoạt động như thế nào là điều quan trọng. Một đặc điểm khác mà bạn nên chú ý khi quyết định giao dịch bất cứ cổ phiếu nào, đó là những công ty hoạt động tốt với những sản phẩm mới và cung cấp những dịch vụ khuyến mãi. Những cổ phiếu tốt nhất của những công ty thường là mở đường cho công việc kinh doanh phát triển và giúp cho khách hàng biết nhiều hơn đến công ty này, do nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ thường tăng lên, tạo ra dòng lợi nhuận lớn cho công ty. Thực tế thì điều này đã được chứng minh rất nhiều, bởi vì mỗi chu kỳ thị trường mới tạo ra như là những sản phẩm, những ý tưởng mới và những dịch vụ mới. Khi O'Neil nghiên cứu về những thông tin cơ bản về các công ty để xác định được cổ phiếu nào tốt, ông sử dụng các thông tin chuyên môn để thông báo biết khi nào nên mua cổ phiếu và cảnh báo khi những khó khăn của ông để có thể gặp phải những tín hiệu bán được đưa ra. Ông đã chứng minh được việc phân tích biểu đồ chính xác và một việc làm rất quan trọng, và nếu phân tích đúng, nó sẽ hỗ trợ cho việc tính toán chính xác kết quả thì thu lãi là được. Một lần nữa, điều này đã được thời gian chứng minh, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường sụt giá gần đây năm 2000. Rất nhiều cổ phiếu ăn khách hàng đầu bắt đầu rớt giá trước khi tình hình tài chính, càng làm cho những cổ phiếu này sụt giảm giá hơn so với trước. Và những tin tức tiêu cực được công bố ra công chúng như Enron và Worldcom là những cổ phiếu kém nhất ở gần đây, là bởi vì thị trường luôn coi nhẹ tin tức. Bạn không nên giao dịch và chỉ dựa trên những tin tức, bạn nên giao dịch dựa trên những gì đang diễn ra trên thị trường. Điều này đồng nghĩa với bạn phải nghiêm khắc tuân thủ những nguyên tắc giao dịch, đặc biệt là trong môi trường hiện nay, bởi vì tin tức thị trường khiến cho các nhà đầu tư bối rối, khó hiểu, và các nguồn tin cũng đưa ra những ý kiến giống nhau.
Trong tất cả những thông tin trên thị trường và những thông số chuyên môn, bạn phải có khả năng lọc những thông tin ít quan trọng nhất. Các tín hiệu tâm lý nên được coi là những tín hiệu thứ hai tạo tín hiệu vào trên thị trường chung, và các tác động giá của các cổ phiếu hàng đầu. Một số tín hiệu thứ hai có giá trị hơn bao gồm tỷ lệ mua và bán, các số người khuyên đầu tư khi trên thị trường tăng giá và khi thị trường sụt giá, có bao nhiêu nhà đầu cơ chờ giá lên và đầu cơ chờ giá xuống, thị trường là những cổ phiếu hàng đầu hoạt động như thế nào và sẽ giúp bạn biết mình nên làm gì. Cũng giống như các nhà giao dịch vĩ đại khác, O'Neil tin rằng không nên giao dịch quá nhiều một loại cổ phiếu khác nhau. Thay vào đó, ông chỉ tập trung vào những cổ phiếu tốt và quan sát kỹ diễn biến của chúng. Ông tin vào việc là phân bổ số lượng cổ phiếu. Ví dụ, nếu bạn có $100,000 để đầu tư thì bạn nên đầu tư vào 5 hoặc 6 cổ phiếu. Bạn không nên mua bán cho tất cả các cổ phiếu cùng một thời điểm, nhưng nên phân bổ số lượng cổ phiếu của mỗi loại cổ phiếu là đều nhau. Cái việc mà phân bổ cổ phiếu số lượng tiền là đều nhau, và chọn từ 3 đến 5 cổ phiếu là tôi đã chia sẻ trong một video trước và các bạn nên tìm hiểu. Chúng ta không nên đa dạng hóa qua danh mục, chỉ tập trung vào những cổ phiếu mà chúng ta chọn thì chúng ta dễ theo dõi hơn và có hiệu quả hơn. Việc giao dịch tập trung một số cổ phiếu nhất định giúp mà bạn thu lại lãi nhiều hơn. Sau đó bạn nên loại bỏ những cổ phiếu yếu và theo dõi tiếp theo. Tiếp tục mua thêm những cổ phiếu mạnh nhất. Chiến lược này cũng giống như chiến lược mà Lê cũng đã cắt giảm danh mục đầu tư của ông trong một thời điểm nhất định và loại bỏ 10% cổ phiếu hoạt động kém. Nguyên tắc này cho phép bạn tập trung tốt hơn, theo dõi những diễn biến về giá và những cổ phiếu của bạn đang nắm giữ để tìm kiếm những tín hiệu giữ lại, hoặc mua thêm, bán một số, hoặc là bán hết toàn bộ cổ phiếu mà bạn cần theo dõi. Tiếp theo là O'Neil tin tưởng vào những quá trình tự rèn luyện của mình để hàng ngày quan sát kỹ thị trường, bởi thị trường chung có thể thay đổi xu hướng rất nhanh và thường không có tín hiệu báo trước. Ông chú ý thị trường sụt giá thường kết thúc khi việc kinh doanh có chiều hướng đi xuống và trên thị trường có hiện tượng đầu cơ chờ giá lên. Các điều kiện kinh doanh thường bắt đầu giảm xuống trước khi tình trạng suy thoái diễn ra, và đặc biệt là khi các thời kỳ nền kinh tế suy thoái được chính thức công bố. Đây là những yếu tố liên quan đến tương lai của thị trường, và vì thế bạn cần nghiêm túc trong việc nghiên cứu và diễn biến hàng ngày của thị trường. Hiểu được thị trường hoạt động như thế nào trong những chu kỳ khác nhau có một ý nghĩa rất quan trọng trên thị trường sụt giảm. Các hoạt động thường diễn ra mạnh và khi mở những phiên giao dịch và yếu đi khi đóng phiên giao dịch. Điều này là hoàn toàn trái ngược khi thị trường tăng giá. Những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng tốt thường đạt được mức giá đỉnh điểm khi tiền kiếm được từ những cổ phiếu này là đáng kể, và các nhà phân tích nhận định cổ phiếu này vẫn tiếp tục tăng giá. Bạn cần có khả năng nhìn và khả năng lọc những tiếng ồn để tập trung vào việc nghiên cứu thị trường diễn ra như thế nào mà không bị xa rời thực tế. O'Neil không tin vào quyết định ngừng giao dịch của bản thân, nhưng ông quan tâm đến quyết định của thị trường. Ông cho rằng nguyên tắc ngừng thua lỗ sẽ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của bạn đến những người quản lý thị trường, và những người này đã ép bạn phải giảm giá cổ phiếu. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng có một số lợi ích nhất định, đó là khi bạn không quan sát thị trường hàng ngày. Ví dụ như trường hợp của David, nguyên tắc này sẽ giúp cho bạn tránh được những rủi ro khi cổ phiếu diễn ra những chiều hướng ngược lại. Nguyên tắc ngừng thua lỗ cũng giúp bạn quyết định bán cổ phiếu khi bạn tự thấy mình không có khả năng tuân theo những chiến lược cắt lỗ và giảm thiểu thua lỗ. Khi nghiên cứu thị trường hàng ngày, điều quan trọng là bạn phải hiểu mô hình lịch sử của cổ phiếu.
khi thị trường đi lên mức đỉnh điểm thì và ngừng tăng, lúc này thị trường sẽ không có những cổ phiếu mới để mua vì những cổ phiếu hàng đầu đã đạt đến mức đỉnh điểm và sẽ không tăng lên mức giá mới nữa. Đối với trường hợp thị trường sụt giảm xuống thì mức giá thấp phiên giao dịch có mức giá tham chiếu ngày càng tiến gần tới mức giá thấp hàng ngày trong ngày hôm trước và dấu hiệu cho thấy thị trường đang bắt đầu tấp nập trở lại. Tuy nhiên bạn cần phải theo dõi những ngày kế tiếp để xem có đúng theo thị trường đang sôi động trở lại hay không. Những ngày kế tiếp nên có mức tăng từ trung bình là 1,7% cho đến 2%, hoặc là số lượng cổ phiếu được giao dịch nhiều hơn, thị trường nên phục hồi tốt nhất là từ những ngày thứ tư đến ngày thứ bảy. Có thể thị trường chính thức sôi động trở lại từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 20, những ngày giúp bạn tự tin hơn để tìm kiếm cơ hội mua những cổ phiếu hàng đầu và đã qua những giai đoạn khó khăn. Không có thị trường sụt giá nào lại có thể diễn ra bình thường mà không có những ngày như thế. Mặc dù nhiều lần điều này không có nghĩa là mọi thời điểm thị trường khôi phục đều là thành công. Cơ hội đầu tư tốt nhất thường đến trong 2 năm đầu khi thị trường tăng giá mới, và có thể nếu bạn luôn quan sát và diễn biến thị trường, bạn sẽ nhận ra cơ hội đó. O'Neil là người rất tin tưởng vào việc bạn phải tự tin mà tự mình nghiên cứu và đưa ra những quyết định trong đầu tư. Chiến lược tổng thể của ông và ấn phẩm IBD đều dựa trên những nguyên tắc này, thay vào việc dựa vào những ý kiến cá nhân và những lời khuyên của các nhà phân tích. Các nhà đầu tư chỉ nên dựa vào những sự kiện lịch sử, sự tự mình tiến hành nghiên cứu và đưa ra những quyết định cho riêng mình. Trong khi Livermore và Lê là những chuyên gia đọc những cuốn băng ghi hình trong những phiên giao dịch, thì O'Neil cho rằng việc đọc những cuốn băng này rất khó và có thể bị cảm xúc chi phối. Để có thể không bị chi phối bởi cảm xúc, bạn hãy quan sát khách quan những cuốn băng và hãy thăm dò thị trường, xu hướng và hành động hiện tại của thị trường. Việc này làm này đòi hỏi bạn phải trải và có là kinh nghiệm. Những nhà quan sát giá cổ phiếu qua những cuốn băng như Livermore hay Blair biết những cổ phiếu hàng đầu nằm nào có thể khả năng giảm giá. Trong những ấn phẩm của O'Neil, ông cũng báo cho nhà đầu tư cá nhân biết về những cơ hội này và không nhất thiết là phải quan sát cuốn băng liên tục trong suốt cả ngày. Quan điểm của O'Neil là khác với chỗ Livermore và Lê. Không nhất thiết phải quan sát lại những cuốn băng giao dịch hàng ngày. Còn mong sao năm tháng xưa quay dậy, để mình em tiếng gọi đời không. Từng đêm mưa rơi nghe tiếng ai, nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao. Tiếp theo là nguyên tắc không bao giờ sai. Khi thảo luận về việc nghiên cứu đầu tư Ken Slim, chúng tôi muốn bạn nhấn mạnh những nguyên tắc giao dịch, một số giao dịch của O'Neil, đó là chiến lược cắt giảm thua lỗ. Ông chỉ chấp nhận thua lỗ khoảng 7-8% so với mức giá mua cổ phiếu ban đầu. Đây chính là cách bảo hiểm giúp tránh những thua lỗ to lớn và có thể xảy ra trong tương lai. Ông đặt mức thua lỗ xuống tới mức này bởi vì nếu trong thực tế bạn có thể hiểu đúng về diễn biến của cổ phiếu và của biểu đồ dựa trên những quyết định giao dịch đúng vào thời điểm, bạn có thể quản lý được những mức thua lỗ của mình. Với những trải nghiệm trong thời gian qua, bạn có thể cắt giảm thua lỗ xuống mức thấp hơn. Ông tin rằng quan điểm về thua lỗ của một nhà đầu tư là rất quan trọng bởi vì hầu hết mọi người mất tiền bởi vì không chấp nhận việc thua lỗ và chấp nhận việc thua lỗ ít và thừa nhận đã sai lầm khi đưa ra những quyết định ban đầu. Nguyên tắc này đã loại bỏ được yếu tố cảm xúc khi mua bán cổ phiếu. Một việc làm khó khăn nhất trong quá trình giao dịch, tuân thủ nguyên tắc cắt giảm thua lỗ đồng nghĩa là bạn phải chặt chẽ tuân thủ theo những nguyên tắc đề ra và là áp dụng chiến lược này sau đó đã trở thành những điều tất yếu của bạn và cần phải làm. Yếu tố cảm xúc
trong tâm lý của các nhà đầu tư rất mạnh, do đó bạn cần phải nghiêm túc phát triển và tuân theo những nguyên tắc này. Như tôi đã đề cập ở phần trước, quá trình nghiên cứu lịch sử thị trường thực sự hoạt động như thế nào trong vòng gần nửa thế kỷ giúp O'Neil lập nên hệ thống đặc biệt của mình để những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trước khi chúng sẽ tăng giá mạnh. Nghiên cứu này chỉ đơn thuần dựa trên việc xem xét khi thị trường thực sự hoạt động như thế nào, và ông chỉ đưa ra những quyết định dựa trên những nguyên tắc thành công và đã đạt được trong thời gian kiểm chứng, thay vì dựa trên những lời khuyên từ bên ngoài. Phương pháp Scan Slim được tạo ra bởi 60% và phân tích thông tin cơ bản và 40% là phân tích công ty thông tin chuyên môn. O'Neil đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng những thông tin cơ bản và tìm ra những cổ phiếu tốt nhất để đầu tư, và ông sử dụng những phân tích chuyên môn để xác định thời gian mua và bán tốt nhất cho một loại cổ phiếu. Chiến lược giao dịch của O'Neil dựa trên những nghiên cứu và những cổ phiếu hoạt động tốt từ năm 1953, và mỗi chữ cái Scan Slim là chữ viết tắt đặc điểm chính của cổ phiếu và hoạt động tốt nhất trong những cổ phiếu này tăng mạnh. Bảy đặc điểm đó là: đặc điểm thứ nhất, chữ C là thu thập hiện tại tính theo quý trên mỗi cổ phiếu. Đây là đặc điểm quan trọng nhất. Phương pháp này được nhấn mạnh là việc chỉ nên chọn những cổ phiếu tốt nhất do hoạt động có lãi của các công ty và là động lực thúc đẩy các cổ phiếu tăng lên. O'Neil trong mong muốn tiền lãi tương tăng hàng quý và mức lãi là tối thiểu là 25% trong vòng 600 cổ phiếu hoạt động tốt kể từ năm 1953. 75% trong số cổ phiếu đó có tiền lãi hàng quý tăng hơn 70% trước khi giá cổ phiếu tăng lên, và 25% khác tăng lên 90% tiền lãi trong các quý tiếp theo. Doanh thu cũng như thông tin cơ bản về công ty, biểu đồ thị về nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của công ty cũng như những cổ phiếu hàng đầu này thường có doanh thu tăng lên hơn 25%. Doanh thu và tỷ lệ tiền lãi kiếm được tăng mạnh và tín hiệu rất quan trọng, và tỷ lệ càng nhanh thì càng tốt. Giống như nhiều nhà kinh doanh cổ phiếu trước đây, thông qua các cuộc nghiên cứu, ông thấy rằng việc công ty thu được những tiền lãi là một trong những là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới hoạt động của cổ phiếu. Ông khám phá ra 3-4 cổ phiếu hoạt động tốt nhất vào mức giá là tăng 30% hoặc là hơn 30% trong công thức tính tỷ lệ tiền lãi vào mỗi cổ phần EPS ở giai đoạn 3 năm trước, và giá của những cổ phiếu này đã tăng nhảy vọt. Những cổ phiếu có tốc độ phát triển tốt là những cổ phiếu của công ty có doanh thu và tiền lãi kiếm được trung bình hàng năm là tăng lên 20%. Chúng thường có tỷ lệ PE cao hơn so với hầu hết những cổ phiếu khác, và cổ phiếu tốt thường có ROE là tiền lãi trên một cổ phiếu là lớn hơn 17%. Những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong thập niên 1990 có tỷ lệ PE là 31% trước khi giá chúng tăng mạnh. Tỷ lệ PE này sẽ tăng khi giá tiếp tục tăng. Những nhà đầu tư tán thành tỷ lệ PE sẽ mất đi những cơ hội kinh doanh cổ phiếu tốt nhất, do họ cho rằng tỷ lệ này quá cao khi họ đứng trước những thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu. Tiền lãi và doanh thu tăng là những yếu tố khiến cổ phiếu hoạt động tốt nhất, giúp cho bạn thu được những lợi nhuận nhiều nhất. Chúng ta cũng có thể cảm thấy thị trường cổ phiếu luôn luôn có những chu kỳ lặp đi lặp lại, và lãi kiếm được nhiều vào những chu kỳ vì một khoản tiền lãi lớn trong tương lai là một trong những lý do giải thích tại sao các chuyên gia đầu tư vào một số loại cổ phiếu nhất định. Tiếp theo là chữ A là tiền lãi hàng năm tăng. Hãy cố gắng tăng số tiền lãi hàng năm tăng lên mức 25% trong vòng 3 năm. Như tờ IBD là đánh giá EPS dựa trên việc kết hợp tỷ lệ tăng tiền lãi và trong 2 quý gần nhất và tỷ lệ hàng năm trong 3 năm. Sau đó họ so sánh tỷ lệ các công ty, các cổ phần khác nhau. Bạn nên đầu tư vào những cổ phiếu xếp hạng ở mức là 80. Hoặc là tốt hơn là bạn nên loại bỏ những cổ phiếu yếu hơn. Những cổ phiếu tốt có thể giúp bạn tăng tiền lãi thường đứng ở vị trí là 90 đến 99.
Tiếp theo chữ N. Chữ N là sản phẩm mới, cách thức quản lý mới, mức tăng giá mới. Sản phẩm mới, dịch vụ và gắn liền với những hoạt động của một số cổ phiếu. Hãy mua một số cổ phiếu khi cổ phiếu này đạt mức giá cao hơn. Bạn nên mua khi nhiều người cho rằng cổ phiếu này có vẻ quá cao, và bán khi sau khi giá cổ phiếu này tăng mạnh hơn và cuối cùng hấp dẫn hơn với người khác. Bạn cũng nên quan sát cổ phiếu của những công ty có cách thức quản lý, hoặc là những công ty có vừa giới thiệu sản phẩm hoặc là dịch vụ để kích thích nhu cầu khách hàng. Nhiều công ty phát hành lần đầu và những công ty có những trong những năm gần đây. Và tiếp theo là chữ S, là cung cấp và nhu cầu, là supply hay là demand, supply and demand. Bạn muốn tìm hiểu xem công ty có bao nhiêu cổ phần và muốn đầu tư số lượng nhiều hơn bởi vì cổ phiếu đó đang tăng lên với mức giá mới. Hành động này cho thấy thị trường đang có nhu cầu lớn đối với cổ phiếu đó. Những cổ phiếu có vốn cổ phần nhỏ hơn thường dễ dàng tăng giá và giảm giá. Do đó, lý do tại sao bạn cần áp dụng nguyên tắc cắt giảm thua lỗ chặt chẽ. Bạn nên tìm những cổ phiếu phân tách và những cổ và dễ bị giá giảm, sau khi đó giá trị tăng lại rất nhanh và lên mức đỉnh điểm mới. Việc công ty mua lại những cổ phiếu này là một tín hiệu tốt vì cho thấy công ty tin tưởng vào tiềm năng phát triển của cổ phiếu đó. Các nhà giao dịch đều mong muốn mua những cổ phần và với tỷ lệ vay thấp và thường mua những số lượng nhiều hơn khi cổ phiếu tăng giá và hay mua số lượng ít hơn khi cổ phiếu giảm giá. Những cổ phiếu tốt là nhốt nhất là thường có ít nhất 25 triệu cổ phần. Công ty phải có trên 25 triệu cổ phần. Vì vậy, bạn cần phải giao dịch loại cổ phiếu với số lượng lớn hơn từng cổ phần. Thực tế cho thấy, nhiều bạn thu hút được lợi nhuận nhiều nhất từ việc cổ phiếu có số cổ phần ít hơn, là mặc dù những cổ phiếu hạng trung và sẽ hoạt động tốt hơn. Chứ nghĩa là chúng ta tập trung vào mua những cổ phiếu mà có công ty có cái lượng cổ phiếu là trên 25 triệu cổ phần. Những cổ phiếu công ty có số cổ phiếu lớn, đó là cái tính thanh khoản nó sẽ cao. Tiếp theo là chữ L, là những cổ phiếu hàng đầu, là leader. Hãy mua những cổ phiếu hàng đầu với những nhóm cổ phiếu hàng đầu. Một số cổ phiếu hoạt động tốt nhất của O'Neil mà ông mua sau đó là bán lại, đó là Citadel năm 1963, Peak năm 1976, Rai Computer, Rai Company năm 1982, năm 1985, Franklin Roche năm 1985 đến năm 1986, Grand Test năm 1986 đến năm 1987, Engen năm 1990, năm 1991, AOL năm 1998 đến năm 1999, Sadler Square năm 1998 đến năm 1999, Sunmi Stum năm 1998 đến năm 1999, và cuối cùng là Wascom năm 1999. Một số cổ phiếu hàng đầu mà cổ phiếu tốt nhất trong nhóm cổ phiếu thêm lại những khoản lợi nhuận là ROE và giá tốt nhất. Xếp hạng cổ phiếu RS là kích thước giúp ta xác định được cổ phiếu đó có phải là cổ phiếu hàng đầu hay không. Đó là sự biến động của giá và cổ phiếu so với mức giá thị trường chung trong vòng 52 tuần. Cổ phiếu đạt điểm là 87 điểm mức trước khi giá cổ phiếu này tăng mạnh. Những cổ phiếu có mức giá phát triển tốt trong tốt và thường là tín hiệu là 1,5 đến 2,5 lần so với thị trường. Những cổ phiếu tốt nhất thường giảm giá rất ít và thường có những cổ phiếu hàng đầu trên thị trường ở trạng thái tăng giá mới. Bạn chỉ nên mua 2 hoặc 3 loại cổ phiếu tốt nhất trong nhóm những cổ phiếu hàng đầu. Điều này buộc bạn phải có sự lựa chọn những cổ phiếu có chất lượng tốt nhất.
Cũng giống như các nhà kinh doanh vĩ đại, O'Neil cũng chứng minh được rằng lĩnh vực hoạt động và sự tăng trưởng của một số ngành nghề nhất định và nhân tố giúp cho những cổ phiếu này hoạt động tốt nhất. Bạn hãy đảm bảo rằng mình sẽ đầu tư vào nhóm 20% cổ phiếu hàng đầu trên thị trường và hãy quan sát những cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm khi giá của chúng tăng lên với mức mới, và hãy xem thị trường hiện tại đang ưa thích những cổ phiếu và có những cổ phần 2x cổ phần, có nhiều cổ phần hay ít cổ phần. Các cuộc nghiên cứu cho thấy 37% xu hướng tăng lên hay giảm xuống đi và các cổ phiếu có liên quan trực tiếp đến nhóm ngành là và 12% liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động của cổ phiếu. Do đó gần 50% xu hướng của cổ phiếu là do nhóm ngành và các nhóm ngành nghề quyết định. Nhóm ngành nghề là một khái niệm lớn so với các ngành nghề hoạt động. Bạn cũng nên tránh mua những cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu chỉ có một số cổ phiếu hoạt động tốt. Quan điểm này cũng hoàn toàn giống với như Livermore, và Livermore quan sát thấy những cổ phiếu hàng đầu hoạt động tốt nhất thị trường cũng là những cổ phiếu hoạt động tốt như vậy trong nhóm ngành của mình. Nhóm cổ phiếu hàng đầu thực sự có những một số cổ phiếu có triển vọng và hoạt động tốt. Sử dụng số lượng để xem nhu cầu, vì đó là một chỉ số tốt nhất để xác định cái nhu cầu dành cho cổ phiếu đó là gì. O'Neil chỉ ra rằng giao dịch của các công ty tài chính có danh tiếng chiếm 70% các hoạt động và diễn ra trên thị trường. IBD cũng cho thấy số lượng giao dịch của cổ phiếu là khác nhau. Nó mô tả mức giao dịch bình trung bình của một cổ phiếu trong vòng 50 ngày và tỷ lệ số lượng giao dịch hàng ngày thay đổi. Vì vậy bạn phải có thể thấy số lượng giao dịch ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu. Chào các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ về cuốn sách là Giàu từ chứng khoán. Tiếp theo là phần bí quyết của O'Neil. Một ví dụ về những cổ phiếu khác phản ứng như thế nào khi nhóm cổ phiếu về vàng, nhóm cổ phiếu hàng đầu đã đạt được đỉnh và điểm trong vòng năm 1973. Ngay trước khi thị trường sụp đổ năm 1973 và năm 1974, khi quan sát diễn biến của các nhóm, ta thấy được sự diễn biến của từng cổ phiếu. Bởi vì về mặt lịch sử, vàng được coi là ngành không ảnh hưởng bởi xu hướng diễn biến của thị trường. Chứng khoán giống như một thị trường chứng khoán giống như một tấm gương khổng lồ phản ánh điều kiện cơ bản kiểm soát tình hình chính trị tốt hay kém, tâm lý của quốc gia. Hiểu được vai trò này là rất quan trọng và bạn phải biết những cổ phiếu và những cổ phiếu hàng đầu hoạt động như thế nào. Tiếp theo là chữ Y, là hoạt động của các tổ chức tài chính có uy tín. Bạn phải hoàn toàn chắc chắn rằng ít nhất là một trong hai tổ chức tài chính hàng đầu là hoạt động tốt nhất, nắm giữ các cổ phiếu của các bạn đang quan tâm, và ngày càng có nhiều tổ chức có uy tín nắm giữ cổ phiếu này và trong những quý gần đây. Bởi vì giao dịch của những tổ chức chiếm 75% các giao dịch diễn ra trên thị trường, đó là hoạt động của họ rất quan trọng. Tiếp theo là chữ M, là xu hướng thị trường. Mặc dù được liệt kê cuối cùng, nhưng xu hướng thị trường là yếu tố quan trọng nhất trong phương pháp Ken Slim, C-A-N-S-L-I-M, Ken Slim. Đó là yếu tố quan trọng nhất, bởi vì bạn có thể làm đúng theo những điểm trên, nhưng cũng có thể bạn quên mất những điểm cuối cùng, và khi thị trường không diễn ra như bạn dự đoán, bạn sẽ khó có thể thu được lợi lãi từ những lần giao dịch như thế này. Bạn cần phải xác định thị trường đang ở giai đoạn nào, bởi vì 75% các cổ phiếu thường diễn biến theo xu hướng thị trường chung, nên bạn cần biết xu hướng hiện tại của thị trường. Bạn có thể không cần đưa ra những phán đoán thị trường sẽ đi đến đâu, nhưng bạn phải biết hiểu chính xác thị trường đang diễn ra như thế nào. Như bạn thấy, O'Neil đặc biệt chú trọng đến những việc nghiên cứu thị trường. Việc làm này rất quan trọng. Thị trường không hề đơn giản. Các phương pháp của ông đều được đúc kết từ những nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường thực sự hoạt động như thế nào. Và đây là tài liệu nghiên cứu độc đáo của cho những nhà đầu tư cá nhân, giúp họ có thể nhanh chóng đánh giá cổ phiếu nào hoạt động mạnh hơn những cổ phiếu nào và xem xét những yếu tố cơ bản và yếu tố chuyên môn. Đó là lý do tại sao bạn cần phải nghiên cứu và đọc những bản in của tin của chứng khoán hàng ngày.
Có rất nhiều yếu tố giúp O'Neil xác định được hoạt động của cổ phiếu đó là có tốt hay không, và trong nhiều thập kỷ qua, trong đó có yếu tố RX. RX được dùng để so sánh giữa thị trường chung và giữa cổ phiếu, xếp hạng hoặc hạng hoạt động của cổ phiếu của IBD là việc đánh giá giá trị cổ phiếu một cách cách đây một năm và giá hiện tại, tính toán sự thay đổi giữa các hai hạng mức giá và so sánh với cổ phiếu khác. Thông qua so sánh này, bạn sẽ thấy cổ phiếu này hoạt động mạnh hay yếu với những cổ phiếu khác so với thị trường chung. RSI trung bình của một cổ phiếu là rất tốt, từ năm 1953 là 87, trước khi cổ phiếu này tăng vọt và lên và tăng giá mạnh. Xếp hạng này dựa trên những thang điểm từ 1 đến 99. O'Neil khuyên bạn nên mua cổ phiếu khi tỷ lệ là thấp là 80. Bạn phải hiểu là tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những cổ phiếu có bước tiến mới trên thị trường giảm giá. Và đây là thường là những cổ phiếu hoạt động tốt hơn so với những cổ phiếu khác và thị trường. Tỷ lệ tích lũy phân bố cho những cổ nhà đầu tư có uy tín trong giai đoạn tích lũy, gọi là giai đoạn mua, hoặc là trong giai đoạn phân phối, gọi là giai đoạn bán cổ phiếu. IBD nghiên cứu hoạt động của tổ chức trong vòng 13 tuần. Các tổ chức tài chính đang danh tiếng sẽ đánh giá xem các nhà đầu tư lớn đang mua hay bán ra cổ phiếu. Lại một lần nữa chúng ta thấy được sự tầm quan trọng của việc theo dõi những phương hướng giao dịch loại cổ phiếu có mức tăng trưởng hàng đầu và những công ty tài chính có uy tín. Nhờ việc nghiên cứu biểu đồ, O'Neil đã phát hiện ra thấy những khu vực giá ổn định và mô hình giá lặp đi lặp lại. Những hình thái của cổ phiếu này xuất hiện trước khi chúng có thể đem ra lại cho nguồn lợi nhuận lớn, và các mô hình này lặp đi lặp lại trên thị trường khác nhau và những thời điểm khác nhau. Các mô hình giá sẽ thay đổi do tác động của xu hướng thị trường, và các biểu đồ của đồ thị sẽ minh họa và cung cấp giữa cung và cầu của mỗi loại cổ phiếu. Về cái các mẫu hình này thì trong trước tôi có chia sẻ một cái video về chia sẻ về năm mẫu hình trong VXA, là mẫu hình là những cái hành vi lặp đi lặp lại của mỗi cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu có những mẫu hình riêng và là trong lịch sử giao dịch của người ta của cổ phiếu, vì mỗi cổ phiếu là có một tổ chức đứng đằng sau, thì nó cũng có là một những con người, tổ chức là những con người và có những tính cách riêng, cho nên thường là tạo ra những mẫu hình thường lặp đi lặp lại trong quá trình giao dịch. Thì tôi chia sẻ trong cái video có 5 cái mẫu hình. Thứ nhất là mẫu hình vai đầu vai ngược. Thứ hai là mẫu hình hai đáy. Thứ ba là mẫu hình nền tảng trên nền tảng. Thứ tư là mẫu hình nền tảng dài, tích lũy dài. Và thứ năm là mẫu hình VCB, là mẫu hình của Mark Vini hay dùng để mua bán. Mẫu hình biên độ thu hẹp đó là VCB, hay còn gọi là mẫu hình cốc tay cầm. Các bạn có thể tham khảo lại các mẫu hình để cho chúng ta có một cái nhìn rõ hơn trong các điểm mua theo mẫu hình. Các nhà chứng khoán như O'Neil cũng đang dùng những cái mẫu hình như vậy. Rất là tốt, các bạn hãy tham khảo. Tiếp theo là bạn phải biết cách đọc các biểu đồ để đưa ra những quyết định mua bán đúng thời điểm và biết về xu hướng thị trường thay đổi. O'Neil luôn ghi nhớ những thông tin quan trọng trong biểu đồ. Ông coi số lượng và giá cơ bản là những yếu tố rất quan trọng, giống như những nhà giao dịch vĩ đại trước của ông. O'Neil coi số lượng và giá là khối lượng đó, số lượng là khối lượng đó, và giá là của một cổ phiếu là yếu tố tác động quan trọng đối với việc cung và cầu của cổ phiếu đó. Nghĩa là trong VXA, việc phân tích về giá và khối lượng là quan trọng nhất. Khối lượng là thể hiện cái hành vi tổ chức, và giá là thể hiện cái tâm lý của các nhà đầu tư, trong đó có các nhà tư nhỏ lẻ tâm lý. Còn cái để quan sát được dòng tiền là khối lượng, là những cái dòng tiền, những cái hành vi của tổ chức, là dấu chân của các tổ chức mình thì cần quan sát. Tất cả những thông tin về cổ phiếu đều có những biểu đồ nhưng nhà giao dịch không được bối rối và phải luôn quan sát giá và khối lượng cả cổ phiếu đang giao dịch như thế nào. O'Neil nghiên cứu những biểu đồ cổ phiếu lặp đi lặp lại nhiều lần qua nhiều giai đoạn, cũng như Livermore đã từng phát biểu trước kia, mô hình cổ phiếu thường lặp đi lặp lại. Mô hình phổ biến nhất mà O'Neil được phát hiện ra được gọi là mô hình chiếc cốc tay cầm. Mô hình chiếc cốc tay cầm, các bạn có thể xem trên cái hình 51. Mô hình này là giống như cái tách cà phê
được nhìn từ trên xuống. Các bạn cứ liên tưởng cái mô hình cốc tay cầm này giống như một cốc cà phê mỗi sáng ta nhâm nhi để tạo cái năng lượng cho những ngày mới, làm tách cà phê và đọc và nghe những cuốn sách của về các nhà đầu tư hiện thời. Và ta mỗi sáng ta dùng một ly cà phê nóng và đọc những cuốn sách hay về chứng khoán, và các bạn có thể nghe cái kênh về trung tâm bất động sản này, về những cuốn sách về đầu tư, về sau chuyên sâu về VXA của Vincock, Livermore, Mark Minervini, O'Neill, đó là những nhà đầu tư cá nhân vĩ đại các bạn chúng ta nên học hỏi. Và tiếp theo là ta có thể thấy từ mô hình này, phía trái có độ dốc và phía bên phải là tăng lên. Các bạn có thể nhìn trên màn hình. Tay cầm và sau đó có một mức giá quan trọng, đó là thời gian lý tưởng để ta mua cổ phiếu. Vì đó là nó vượt qua được mức giá cao nhất của cái tay cầm. Và cổ phiếu đó được giao dịch với số lượng ngày còn tăng. Khi giá mà vượt qua khỏi cái tay cầm bên ta phải là giá tăng mạnh, khối lượng tăng mạnh, đó là điểm chúng ta nên mua vào. Vì khi khối lượng giao dịch tăng mạnh là đó là dòng tiền các tổ chức, dòng tiền thông minh của các tổ chức đã tham gia đánh lên, thì chúng ta đó là cơ hội chúng ta bám theo những cái tổ chức. Cổ phiếu tốt nhất thường có xu hướng tăng ít nhất là 30% trước khi có nó tuôn theo diễn biến của mô hình cốc tay cầm, gọi là cup whisk hand. Tiếng Anh gọi là cup whisk hand. Thời gian tối thiểu cho cổ phiếu hình thành mô hình này từ 6 đến 7 tuần. Mặc dù là một số cổ phiếu có thể kéo dài đến 15 tuần. Các bạn chú ý nha, cái mô hình cốc tay cầm này là nó hình thành trong 7 đến 8 tuần. Và những cổ phiếu là tới 15 tuần. Đó. Mình theo dõi trong vòng 15 tuần. 15 tuần là khoảng gần 4 tháng. Hầu hết cổ phiếu giảm từ giá 20% đến 30% so với giá đỉnh điểm là ở hình 51. Các bạn phải chú ý kỹ cái giai đoạn đầu tiên là giảm từ 20 đến 30% xuống mức thấp điểm thứ hai tay cầm là điểm 34, thường ngắn hơn và kéo dài từ 1 đến 7 hoặc 8 tuần và giảm dần số lượng giao dịch giảm xuống thấp và mức dưới mức trung bình. Điều này giúp cho loại bỏ những cổ phiếu những nhà đầu tư yếu và nhận thức mới. Cổ phiếu ở giai đoạn này cần không nên giảm xuống nhiều hơn 10 đến 15% khi thị trường tăng. Có nghĩa là cổ phiếu trong giai đoạn tích lũy dao động hẹp này là giảm không dưới 10 đến 15% khi thị trường giá sẽ tăng lại. Đó, các bạn có thể nhìn kỹ trên màn hình 51 lại một lần nữa. Đó, từ điểm 1 giảm xuống tới điểm 2 và sau đó vượt lên là điểm 3 và sau đó tích lũy đi ngang hình thành cái quay là điểm 4 đi ngang, tích lũy đi ngang, và là điểm 5 là điểm mà chúng ta có thể mở mua mạnh. Điểm 3, điểm 4 là trong vòng từ 3 đến 4 chúng ta có thể là mua test từ 20 đến 30%. Mua sớm. Và điểm 5 là điểm chúng ta mở mua hoàn toàn quy mô. Đây là cái điều chúng ta cần phải học hỏi. Điểm quan trọng là điểm 5 là điểm mà cổ phiếu ít hoạt động nhất. Hiện tại nó đang đạt mức 10 lớn hơn so với đỉnh của giai đoạn tay cầm. Đây là mức cao mới của giai đoạn trong khu vực tay cầm, nhưng thường thì thấp hơn so với mức cũ của cổ phiếu. Điểm quan trọng này trở thành điểm ít rủi ro nhất sau khi nhà giao dịch cổ phiếu ngắn hạn đã ngừng giao dịch và cổ phiếu có khả năng đạt mức cao mới. Số lượng cổ phiếu giao dịch có thể tăng lên đáng kể 50% hoặc lớn hơn so với mức trung bình. Khi cổ phiếu vượt qua được cái điểm này, điều này khẳng định nhu cầu về cổ phiếu này là rất lớn và chứng tỏ cho các nhà đầu tư lớn đang quan tâm đến cổ phiếu này. Hình 51 ở trên là trên màn hình là biểu đồ cổ phiếu là biểu đồ OXX. Khi cổ phiếu này đã vượt qua được điểm quan trọng vào từ tháng 4 năm 1990 với mức giá là 60 đô và một cổ phiếu. Cổ phiếu này tăng giá ấn tượng, tăng 767% trong vòng 22 tháng liên tiếp.
tăng 767% trong 2 tháng, trong 22 tháng, gần 2 năm liên tiếp. Nhưng những thông tin cơ bản về cổ phiếu của công ty này luôn được thu hút sự quan tâm nhiều nhất vào thời điểm này, và cổ phiếu là phiếu y tế hàng đầu. Cổ phiếu y tế hàng đầu được và nhóm những cổ phiếu ngành y tế đang dẫn đầu tăng trưởng đầy mạnh trên thị trường. Mua cổ phiếu khi giá đang ở mức cao mới và việc làm dường như không thuận lợi, nhưng nó đó là chính là chìa khóa giúp bạn có được nguồn thuận lợi cực kỳ to lớn trong tương lai. Một lần nữa chúng ta đã thấy được chiến lược mua cổ phiếu giá khi giá cổ phiếu này đã gần đạt đỉnh điểm, đối lập với những chiến lược mua cổ phiếu ở giá thấp nhất và mong muốn được giá hờ lớn nhất đã được các nhà giao dịch cổ phiếu áp dụng như thế nào. Chiến lược này được áp dụng hơn 100 năm qua và trải qua những giai đoạn thời gian vẫn được coi là chiến lược giúp bạn xác định đúng thời điểm của cổ phiếu để có thể thu được những nguồn lợi to lớn nhất. Nhưng đối với những nhà đầu tư có vốn hiểu biết hạn chế, đây là không phải là chiến lược giúp họ mua cổ phiếu. Có nghĩa là chiến lược của các nhà đầu tư cá nhân lớn như Matt Miner, Vinny, O'Leal, Noel hay David là chiến lược mua khi cổ phiếu đã tăng lên những đỉnh cao mới và sau những vùng tích lũy và giá tăng mạnh, khối lượng tăng mạnh, gọi là những điểm gọi là pivot hay là điểm breakout, những điểm tăng mạnh, bứt phá. Đây trong cốc tay cầm là những điểm bứt phá khỏi cái đường cốc tay cầm lúc trước. Đó là cái điểm mua là ở mua cao nhưng mà thực chất là điểm mua ít rủi ro nhất. Có những nhà đầu tư cứ nghĩ là mua ở những điểm mua cao như vậy thì sẽ nguy hiểm, nhưng ngược lại những nhà đầu tư hay chọn mua những điểm mua thấp và cuối cùng cổ phiếu không tăng giá, những điểm mua cao nhưng cuối cùng cổ phiếu tăng mạnh hơn ở mức cao hơn. Đó là điều chúng ta đi ngược lại những cái đám đông, những cái người không am hiểu về thị trường, không có, cho nên chúng chia sẻ để các bạn có thể nắm bắt để mình có được cái chiến lược cho chính mình. O'Neal cũng đã chứng minh nguyên tắc này hoàn toàn đúng đắn khi ông nghiên cứu về và phân tích hơn 100 cổ phiếu ở trong gọi là deal fund đã mua từ thập kỷ 1950, và tất cả những cổ phiếu này đã được mua khi cổ phiếu đã đạt được những mức giá cao mới. Nguyên tắc chính ở đây là hãy tập trung vào những cổ phiếu hàng đầu và tạo ra những mức giá cao mới tiếp theo. Sử dụng khẩu hiệu mua cao và bán với giá cao hơn. Khẩu hiệu rất là hay. Ta sử dụng khẩu hiệu là mua cao và bán với giá cao hơn, chứ đừng có để mua thấp rồi bán với giá thấp hơn gọi là cắt lỗ. Các bạn chú ý nha, mua cao để bán với cái giá cao hơn, chứ đừng có mua thấp để rồi bán với giá thấp hơn gọi là cắt lỗ. Cổ phiếu đã giảm nghĩa là có vấn đề, còn ngày còn giảm sau. Cho nên chúng ta cần phải học cái câu rất là hay của O'Neal, đó là mua cao và bán với giá cao hơn. Những cổ phiếu rẻ tiền thường có lý do vì sao nó lại rẻ tiền, và thường thì cổ phiếu này không bao giờ có thể trở về mức giá trước đây. Các bạn có thể nhìn trên màn hình, hình 52 là mô hình của giá Dow Button Space. Đây là cái nguồn từ investment.com, trung tâm học tập của EBD của O'Neal. EBD O'Neal. Mô hình biểu đồ phổ biến theo đà của cổ phiếu, hình 52, mô hình này giống như chữ V đúp. Mô hình này có đặc điểm là cổ phiếu sẽ giảm 1-2 điểm ở 1-2, cổ phiếu ở giảm ở điểm 1 qua sang điểm 2 và sau đó có xu hướng tăng lên ở mức ban đầu là điểm 2 và điểm 3, tăng lên điểm 2 và điểm 3. Sau đó cổ phiếu giảm mạnh xuống điểm 3 và điểm 4, tạo thành hai đáy, điểm 3 và điểm 4 tạo thành hai đáy, và trước khi cổ phiếu quay trở lại mức giá cao lúc trước là điểm 4 đến điểm 5 và điểm 5, và phía bên phải của chữ V đúp là giảm nhẹ hơn một chút so với bên trái, có nghĩa là tạo nên hai đáy và đi lên và tạo nên cái vai bên phải là giảm nhẹ hơn so với bên trái, vai bên trái, bởi vì nó có những cổ phiếu yếu còn lại tăng giá. Điểm quan trọng trong mô hình này là nằm ở vị trí bên phải của chữ V đúp, vị trí giá cổ phiếu tăng lên và sau lần thứ hai giá giảm xuống là điểm số 6 và số 7. Điểm quan trọng này đã vượt qua ít nhất là 10 so với điểm cao ở tay cầm hoặc là điểm cao nhất ở khu vực của chữ V đúp
khi tay cầm không xuất hiện. Ở hình 52 là minh họa cho cổ phiếu America Fall là Conversion. Sau khi vượt qua điểm mua quan trọng đã và đạt mức $22 trên một cổ phiếu, cổ phiếu này đã tăng lên 800% trong vòng 22 tháng. Đây cũng là cổ phiếu hàng đầu trên thị trường trước khi cổ phiếu tăng giá. Và mô hình tiếp theo là mô hình Flatbase. Mô hình Flatbase ở hình 3.3/5. Mô hình này thường xuất hiện trong giai đoạn 2 sau mô hình cup tay cầm là cup with hand, khi cổ phiếu này diễn biến mạnh ở điểm 1-2 và sau đó có xu hướng chênh về từ 8-12% so với diễn biến thị trường. Giai đoạn này thị trường thường kéo dài dài ít nhất là 5 hoặc là 6 tuần. Trong giai đoạn này ít diễn ra giao dịch và mua hoặc bán. Trong giai đoạn mà tích lũy kéo đi ngang thì ít diễn ra giao dịch bán. Điểm quan trọng mới là điểm số 3 được xác định. Đây cũng là điểm mà bạn mong muốn cổ phiếu vượt qua. Và cổ phiếu này được giao dịch với khối lượng lớn hơn nhiều. Nghĩa là điểm 3 là khối lượng lớn hơn nhiều. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không giao dịch cổ phiếu nếu nó vượt tăng hết tăng khoảng 5% so với cái điểm quan trọng, bởi vì cổ phiếu này đã có thể tạm thời giảm xuống và rơi xuống điểm thấp hơn. Và quan trọng là phải chú ý áp dụng cái nguyên tắc cắt lỗ thua lỗ trong những trường hợp như thế này. Có nghĩa là chúng ta mua những cái điểm mua khối lượng tăng mạnh, giá tăng mạnh, nhưng mà cần phải đưa ra cái điểm cắt lỗ sau khi mà đi ngược lại xu hướng của chúng ta. Hãy xem những ấn phẩm của O'Neil để biết thêm những chi tiết về những ấn phẩm này và những minh họa về nhiều biểu đồ của cổ phiếu là rất quan trọng này. Đó, các bạn có thêm trên màn hình hình 53 là mô hình cổ phiếu Flatbase. Đó, từ điểm 1, điểm 2 và điểm 3 là điểm bứt thoát. Và điểm 3 là chỗ điểm mà khối lượng tăng mạnh mà chúng ta mua vào. Trên hình 53 mô tả cổ phiếu Amgen. Đây là cổ phiếu hàng đầu trong ngành y tế tại thời điểm đó và có kết quả hoạt động nổi bật trước khi giá tăng lên mạnh. Cổ phiếu này trong giai đoạn từ tháng 4 năm 1999 đến năm 1992 đã ấn tượng tăng lên 640%. Ồ, tăng quá tuyệt vời. 640%. Khi quan sát mô hình biểu đồ của cổ phiếu, hãy tránh những mô hình có đáy rộng và không khít. Và đây cũng là những cổ phiếu có xu hướng thất bại. Các bạn chú ý nha. Các cổ phiếu có đáy rộng và nó không khít với nhau. Nó đáy rộng mà nó không có sát với nhau. Thì đó là những mô hình thường là thất bại. Chúng ta cũng phải chú ý để hạn chế những mô hình này. Hãy nghiên cứu những mô hình có đáy khít hơn và mô hình có giá được kiểm soát tốt hơn. Điều này giúp bạn hạn chế được những rủi ro tối đa. Bạn cần nghiên cứu nhiều biểu đồ cổ phiếu, bạn cần thấy mình có khả năng năng hiểu về cổ phiếu đó hơn và cũng là tránh được những biểu đồ có giai đoạn thứ tư tăng giá, bởi vì cổ phiếu của biểu đồ này có xu hướng dễ bị thất bại. Chúng có xu hướng giảm gần 80% và vào khoảng thời gian cổ phiếu tăng giá ở giai đoạn thứ tư. Hầu hết các mọi người đều biết đến thông tin này và do đó cổ phiếu này hầu như sẽ không còn sức trong tương lai. Có nghĩa là cổ phiếu ở trên này thứ tư, hầu hết mọi người đã biết đến cái thông tin của cổ phiếu này, thì lúc đó là cổ phiếu không còn sức để tăng nữa. Đó là giai đoạn chúng ta nên bán ra và chốt lời dần cổ phiếu. Tiếp theo là một cổ phiếu diễn biến tốt là một cổ phiếu có những đặc điểm như sau. Các bạn, thứ nhất là có nhiều tuần giá tăng mạnh và số lượng giao dịch nhiều hơn, gọi là khối lượng giao dịch nhiều hơn so với những tuần trước, những tuần và giá giảm và số lượng giao dịch vẫn tăng. Có nghĩa là khối lượng ở đây tác giả dùng là số lượng, thì mình tự động mình đưa ra là mình đổi lại là khối lượng để các bạn dễ hình dung. Có nghĩa là những phiên tăng mạnh và khối lượng giao dịch nhiều hơn lúc những cái trung bình những của 15-20 phiên, và những cái tuần mà giảm thì khối lượng giao dịch thấp và tăng thì khối lượng giao dịch tăng mạnh. Điểm thứ hai là có một số tuần giá không thay đổi hoặc là ít thay đổi. Thứ ba là tăng số lượng gọi là giao dịch cổ phiếu, là khối lượng giao dịch cổ phiếu tăng giá một hoặc hai lần hàng tuần trong vòng 12 tháng. Tiếp theo là O'Neil nhận thấy 40% các loại cổ phiếu đã vượt qua điểm quan trọng và sẽ giảm giá và quay lại điểm quan trọng đó.
Một số cổ phiếu thông thường sẽ có thể giảm giá sau khi điểm quan trọng có thể tồn tại trong vòng 2 hoặc 3 ngày với số lượng cổ phiếu giao dịch tăng. Hãy kiên nhẫn và đợi chờ xem điều gì xảy ra, bởi vì đó chỉ là một phần phản ứng bình thường. Tương tự như vậy, nếu trong vòng 50 ngày giao dịch, một số cổ phiếu di chuyển so với đường trung bình trong vòng 2 hoặc 3 ngày thì trong nhiều trường hợp đây là được coi là hiện tượng bình thường. Khi bạn phân tích giá và khối lượng cổ phiếu, bạn phải hiểu được những cổ phiếu này hoạt động như thế nào, biểu đồ mô tả bản chất con người, tâm lý của nhà đầu tư và các hoạt động cổ phiếu trong quá khứ. Tất cả những điều này không thay đổi thì áp lực trên thị trường và nó sẽ là tiếp tục lặp đi lặp lại trên thị trường và thị trường cổ phiếu. Đó là lý do giải thích tại sao việc học tập, phân tích, nghiên cứu thị trường để hiểu được những biểu đồ và cổ phiếu là quan trọng đến như thế. Bạn đã hiểu được diễn biến cổ phiếu trên biểu đồ và bạn có thể tăng kết quả kinh doanh cho mình lên đáng kể. Có nghĩa là bạn phải học việc phân tích biểu đồ, học về phân tích, học về đọc về sách của các nhà đầu tư cá nhân như Wyckoff, Mark Minervini, O'Neill, Davat và một số nhà đầu tư cá nhân hiện thời khác. Thì việc nghiên cứu đọc đồ thị thường xuyên thì giúp chúng ta có những cái nhìn chính xác hơn, cũng như Lý Tu Long là một nhà là văn ôn võ luyện thường xuyên, thậm chí là ông còn tập luyện võ trong khi ngủ luôn. Có nghĩa là mình có câu nói rất hay của ông, đó là quyền cước không tự nhiên mà có, mà do chúng ta phải luyện tập, rèn luyện mỗi ngày. Thì công việc kinh doanh đầu tư chúng ta cũng phải dạy, cũng phải rèn luyện, xem xét, học hỏi và xem xét biểu đồ nhiều lần thì hình thành trong chúng ta một thói quen, một cách nhìn tốt hơn, nhanh hơn. Và tiếp theo, khi thị trường có xu hướng giảm sút, nó tạo ra điều kiện cho những cổ phiếu hàng đầu nổi lên. Vì thế đừng bao giờ chán nản khi thị trường không diễn ra như dự đoán của mình, và nghiên cứu phân tích thêm thị trường đầu cơ và hạ giá. Cũng giống như những nhà giao dịch cổ phiếu khác, một trong những nguyên nhân mà giao dịch của quan trọng của O'Neill đó là đuổi kịp xu hướng chung của thị trường. Để có thể đuổi kịp xu hướng chung của thị trường, điều quan trọng là bạn phải hiểu điều gì đang diễn ra trên thị trường và mong muốn cổ phiếu đạt mức giá đỉnh điểm sau khi đã tăng giá và được một khoảng thời gian. Bởi vì hầu hết các cổ phiếu tuân theo quy luật của thị trường chung, và trong vòng 2 đến 4 tuần, lượng cổ phiếu trung bình được bán ra trên thị trường tăng mạnh vào trong 4 hoặc 5 ngày, để có thể là tín hiệu cho thấy thị trường đang ở mức đỉnh điểm. Đó là thời gian bạn nên ngừng mua và bắt đầu tìm cơ hội bán những cổ phiếu đó. Khi thị trường đạt mức đỉnh điểm, nó luôn luôn đưa ra những tín hiệu và những nhà đầu tư lợi danh sắc sảo sẽ nhận ra được điều đó. Có nghĩa là những giai đoạn như vậy thì các nhà đầu tư đã có kinh nghiệm rồi, thì ta đã nhận được và ta bán sớm. Ta bán sớm trước khi thị trường có những cái biến động mạnh. Còn những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những thứ mới thì ta chưa có kinh nghiệm và chưa có sự thực chiến nhiều, thì ta dễ bị lôi cuốn theo và hành động chậm trễ. Trong lịch sử cho thấy thị trường đưa ra nhiều tín hiệu bán và tín hiệu thông báo trên thị trường ở mức đỉnh điểm trước khi có những biến động xảy ra. Chính những hy vọng và đã khiến cho các nhà đầu tư không phát hiện ra hoặc là cố lờ đi những tín hiệu này, và do vậy họ đã bị thua lỗ. Thời điểm tốt nhất để bán cổ phiếu là khi cổ phiếu này vẫn đang tiếp tục tăng giá và khi chúng tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư. Một trong những tín hiệu tuyệt vời nữa là bạn cảm thấy mình đang rất vui, sướng. Các bạn chú ý điều này nha. Trong quá trình chạy nước rút tăng tốc ở những cái giai đoạn cuối là những giai đoạn mà chúng ta bán dần cổ phiếu ra. Chúng đây tôi nói là bán dần nha, không phải là bán hết, bán dần ra 20%, 30%. Những nhà đầu tư mà thành công là những đầu tư là bán dần khi cổ phiếu tăng giá, gọi là bán chủ động. Những phiên bứt thoát tăng mạnh, chạy nước rút là ta bán dần ra 20-30%. Thì trong các video tôi có ghim như ngành thép là chúng tôi đã báo là bán 20% trước khi nó đang ở phân phối. Vì khi các tổ chức tăng giá kéo lên là mục đích là phân phối, là các tổ chức bán ra là bán lại cho nhỏ lẻ. Mà khi nhỏ lẻ đã không còn mua nữa thì bắt đầu giá cổ phiếu sẽ giảm rất là mạnh. Đó là điều chúng ta cần phải nhận ra điều này. Khi mà ai cũng thấy vui và ai cũng thấy có lãi, đó là lúc chúng ta nên bán ra và chốt lời.
Sau một thời gian giảm giá, thị trường phục hồi và quay lại lúc ban đầu, đó chính là thời điểm để chúng ta đưa ra quyết định hành động trên thị trường. Một nhà giao dịch giỏi cần phải quan sát thị trường sụt giá xuống ở mức thấp và khẳng định liệu gì thị trường đã có sự vượt qua khỏi, đã thật sự vượt qua khỏi giai đoạn này hay chưa. Sẽ xuất hiện điểm thấp nhất của thị trường, sau khi đó sẽ có sự điều chỉnh những cổ phiếu hạ giá. Lúc này thị trường hạ xuống thấp hơn và được thấp hơn được nữa, và còn có cổ phiếu quan trọng đồng loạt là tăng so với những ngày trước đó. Sau khi giá tăng lên trong những ngày đầu, trong những vòng 4 hoặc 5 hoặc 7 ngày thì thị trường sôi động trở lại, bạn cần phải kiểm tra xem đúng cái giá thực sự tăng lên hay không, nghĩa là trong thời gian phục hồi giá tăng lại thì chúng ta kiểm tra lại có thực sự hay không, chúng ta không nên mua sớm. 20% là trường hợp thị trường sôi động ban đầu là không đúng. Những cổ phiếu ban đầu tốt thường xuất hiện ở trong vòng 10 đến 15 tuần ban đầu của thị trường tăng giá mới bắt đầu, có nghĩa là trong vòng 10 đến 15 tuần, là trong vòng 3 đến 4 tháng, 2 đến 3 4 tháng thì cổ phiếu mới phục hồi lại. Như ví dụ như hiện tiện tượng của cổ phiếu Vinamilk bây giờ là đang ở đáy, đang phục hồi thì chúng ta quan sát thôi chứ chưa nên mua vội. Không có gì là thay đổi được cho thành công, và một trong những nguyên nhân tố hàng đầu trong giao dịch cổ phiếu đó là phải hiểu được diễn biến hàng ngày của thị trường. Chiến lược mua cổ phiếu hàng ngày còn nhiều so với khi giá cổ phiếu ngày càng tăng mà những nhà giao dịch khác đã sử dụng là nguyên tắc giao dịch quan trọng của O'Neil. Ông sẽ mua một lượng cổ phiếu nhiều hơn so với ban đầu nếu cổ phiếu này diễn ra đúng xu hướng của ông dự đoán. Nghĩa là diễn ra đúng xu hướng thì chúng ta mới mua thêm thôi. Nếu cổ phiếu tăng từ 2,5 đến 3% so với giá mua ban đầu thì ông sẽ mua thêm. Giá tăng thì mua thêm. Ông khuyên bạn nên áp dụng phương pháp này, và nhờ việc áp dụng phương pháp này ông đã thu được rất nhiều tiền lãi trong sự nghiệp kinh doanh của ông. Ví dụ như nếu bạn muốn đầu tư 20.000 đô la cho một cổ phiếu, bạn nên mua một nửa, tức là 10.000 đô la để mua lúc đầu, bạn mua lên 50% đó, gọi là 10%. Nếu cổ phiếu tăng lên 2,5 đến 3% thì lần tiếp ông mua thêm là đầu tư thêm là 650 đô la. Và nếu cổ phiếu tiếp tục tăng lên anh đầu tư thêm là 3.500 đô la và tiếp tục mua thêm. Các bạn thấy nắm như này không? Có nghĩa là ông dành 20.000 đô la để đầu tư cho một cổ phiếu, thì ban đầu ta mua 10.000 là 50%, và khi cổ phiếu tăng lên 2 đến 3% thì ta mua thêm 7.000, cho ví dụ là 7.000 cho nó tròn đi, 7.000 nữa là mua thêm một 7.000 nữa, và sau đó cổ phiếu tăng lên tiếp thì ta mua thêm 3.000 tiếp theo cho đủ 20.000. Đó là nguyên tắc là mua trung bình giá lên, gọi là mua theo kiểu kim tự tháp giá lên. Nguyên tắc mua với số lượng ngày càng nhiều, khi cổ phiếu tăng thì phân bố tiền cũng như những lần giao dịch là một chiến lược đòn bẩy khôn ngoan, và rất nhiều những nhà giao dịch khác đã thực hiện và thu được lợi nhuận rất, rất tốt. O'Neil tin rằng tốt nhất là nên tính toán kỹ lưỡng về số tiền định mua ban đầu và số cổ phiếu bạn định mua. Nếu bạn đang nắm giữ một cổ phiếu thành công và đang kiếm được số lượng lãi lớn từ những cổ phiếu này thì bạn nên mua thêm. Nếu mà có lãi thì mua thêm, bởi vì cổ phiếu đó đã tăng trong vòng 50 ngày, và giả dụ cổ phiếu này không vi phạm bất kỳ nguyên tắc bán nào. Điều quan trọng là bạn không được biến khoản tiền lãi thành khoản tiền lỗ. Ông đã kiếm được khoản tiền đáng kể khi mua cổ phiếu pick and sell. Khi giá cổ phiếu này tiếp tục tăng, ông mua cổ phiếu này là 285 lần trong vòng 7 năm rưỡi. Mua 285 lần trong vòng là 7 năm rưỡi. Những lần đầu tiên cổ phiếu này đã được giúp ông tăng lên đến 20 lần số tiền lãi của mình. Tăng gấp 20 lần. Tiếp theo là nguyên tắc mua cổ phiếu của O'Neil được thể hiện tóm tắt ở dưới đây. Thứ nhất là tập trung vào giao dịch những cổ phiếu được niêm yết có giá thấp nhất là 20 đô la trên một cổ phiếu. Những cổ phiếu hàng đầu của thị trường chưa niêm yết giá trên Nasdaq có giá là 15 đô và được ủng hộ các tổ chức tài chính, có nghĩa là mua với mức giá là từ 15 đến 20 đô trở lên, không mua những cổ phiếu thấp penny.
Thứ hai là EBS là nên tăng trong vòng 3 năm và là tiền lãi kiếm được hiện tại hàng quý tăng ở tối thiểu là 20%. Như vậy cơ bản, vì đó là yếu tố cơ bản EBS. Thứ ba là giao dịch những cổ phiếu có giá tăng tới một mức giá là mới và là trong những mô hình hợp lý, và thêm vào đó là số lượng cổ phiếu giao dịch hàng ngày là phải tăng lên 50%. À, có nghĩa là ông mua những cổ phiếu có mức giá là tăng hơn với những cái đỉnh trước là bứt thoát á, và có mô hình những cái mô hình, và tiếp theo là khối lượng giao dịch tăng lên là gấp 1.5, gấp 50% là nghĩa là tăng lên gấp rưỡi đó, 1.5 lần. Khối lượng tăng có nghĩa là khối lượng tăng, giá tăng và đồng thời là có mô hình. Nói như vậy các bạn đi dễ lắm. Nên nguyên tắc của ông mua rất là hay. Giá tăng mạnh, khối lượng tăng mạnh và đồng thời có mô hình. Đó là mô hình chúng tôi đã chia sẻ trong một video là có 5 mô hình. Ông không mua những cổ phiếu giao dịch dưới 15 đô là một trong những phần, bởi ông tin rằng những cổ phiếu rẻ tiền là lý do để nó rẻ còn rẻ hơn. Nghiên cứu ông tiến hành trước năm 1953 cho thấy mức giá trung bình trước khi cổ phiếu hàng đầu bắt đầu tăng thường là 28 đô làm trên một cổ phiếu. Hầu hết các nhà đầu tư thích những cổ phiếu giá rẻ, nhưng O'Neil lại không thích như vậy. Một số anh em thì thích cổ phiếu giá rẻ, nhưng cổ phiếu giá rẻ có nghĩa là trong doanh nghiệp nó có vấn đề không tốt thì cổ phiếu đó nó còn rẻ hơn. Còn những cổ phiếu tốt, cổ phiếu tăng trưởng là những cổ phiếu về tương lai nó sẽ tăng mạnh hơn. Đó là không nhờ những nhà đầu tư như O'Neil là không thích những cổ phiếu giá rẻ. Và chúng ta cũng đang học điều này từ các O'Neil. Ông cũng không khuyến khích việc mua những cổ phiếu của những công ty được niêm yết trên thị trường lần đầu tiên, bởi vì những cổ phiếu này vẫn chưa có mô hình và giao dịch và xu hướng cụ thể. Thời điểm tốt nhất để mua những cổ phiếu mới là hoạt động mạnh, đó là những cổ phiếu này đã xác định được xu hướng, thường là những là sau 2 đến 3 tháng sau khi đã được niêm yết. Thông qua việc nghiên cứu, ông đã khám phá thấy hầu hết những cổ phiếu hoạt động tốt nhất là những cổ phiếu đã đưa ra cho công chúng 8 năm trước. Tiếp theo là để tổng kết nghiên cứu của mình, ông đưa ra 3 yếu tố trích dẫn đến sự thành công của ông như sau. Thứ nhất là phải có một hệ thống và các nguyên tắc mua. Những nguyên tắc này sẽ giúp bạn chỉ mua những cổ phiếu của những công ty tốt và những công ty hoạt động tốt. Hãy sử dụng biểu đồ chính xác, đúng thời điểm mua và những cổ phiếu hàng đầu tiềm năng. Thứ hai là phải có hệ thống, các nguyên tắc bán, hãy cắt giảm thua lỗ xuống mức là 7-8% so với chi phí của bạn. Hãy học cách kiếm được khoản lợi nhuận xứng đáng dựa trên những nguyên tắc bán của mình. Các bạn hãy học những cái nguyên tắc của O'Neil đưa ra. Và tiếp theo, thứ ba là học cách hiểu thị trường chung và giải mã thị trường hiện tại ở giai đoạn gọi là ở giai đoạn từng giai đoạn nào, và hãy cố gắng không phán đoán diễn biến của thị trường. Hãy nghiên cứu thị trường hàng ngày, nên chúng ta không cần phán đoán mà chúng ta hãy theo dõi thị trường hàng ngày để chúng ta hành động phù hợp. Và tiếp theo, và đây là ba nguyên tắc chung của ông. Ba nguyên tắc chung như vậy: thứ nhất, chiến lược cụ thể cho việc lựa chọn cổ phiếu để đầu tư. Thứ hai là nghiêm khắc kiểm soát rủi ro. Thứ ba là nghiêm chỉnh chấp hành, tránh không được sao nhã hai nguyên tắc trên. Nguyên tắc thứ ba là không được sao nhã hai nguyên tắc trên, nghĩa là tuân theo đúng nguyên tắc trên. Giống như Buffett đã nói là nguyên tắc thứ nhất là không được bao giờ để mất tiền. Nguyên tắc thứ hai là lặp lại nguyên tắc thứ nhất. Các bạn chú ý đây hai nguyên tắc này nha. Tuyệt vời. Khi đề cập việc bán trước khi mua sau, ông cho rằng đây là việc rất khó. Để thành công, chỉ là những nhà giao dịch có kinh nghiệm mới đã áp dụng phương pháp này. Bán trước mua sau là dùng cho những thị trường của thế giới, và Việt Nam là chỉ có áp dụng cho phái sinh. Mình này là khó chứ không phải đơn giản, là đơn giản. Việc bán trước mua sau là rất khó. Chúng ta phải đoán được thị trường, phải am hiểu thị trường, những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Nếu bạn thực sự muốn, bạn chỉ nên áp dụng đối với những phiên giao dịch ngắn hạn trên thị trường và có hiện tượng và đầu cơ hạ giá, và nên hạn chế thua lỗ và đừng bán trước mua sau và những cổ phiếu có vốn thấp hoặc là những cổ phiếu bạn cho rằng giá của nó quá cao. Hai biểu đồ tốt nhất cho giai đoạn cổ phiếu theo kiểu này đó là chính là cổ phiếu tăng giá
và đáng kể là tăng giá ở giai đoạn 2 hoặc là giai đoạn hoặc là 3 của mô hình cổ phiếu. Luôn luôn có những nhà đầu tư ít thành công là một số học giả, một số người tự cho mình là cái gì cũng biết. Những người luôn khẳng định rằng biểu đồ không có tác dụng. Trong nhóm những cổ phiếu tăng trưởng mạnh, cổ phiếu này được tạo ra bởi khoản lợi nhuận là tăng 503% trong vòng hơn 5 năm rưỡi mà không có một lần nào xuống giá. Kết quả nghiên cứu khách quan và có giá trị này được đăng lên tạp chí của AAII vào tháng 8 năm 2003. William O'Neill đã dành sự nghiệp của mình cho việc nghiên cứu thị trường cổ phiếu. Sự chăm chỉ của ông đã được đền đáp xứng đáng khi thành công đã giúp cho ông trở thành người nổi tiếng và được kính trọng trong thế giới kinh doanh chứng khoán, cũng như mang lại sự giàu có cho ông. Rất nhiều nhà đầu tư cá nhân, trong đó có tôi, muốn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến với O'Neill và tất cả những thông tin dựa trên thực tế mà ông đã cung cấp cho nhà giao dịch đầu tư chứng khoán riêng lẻ. Những kết quả kinh doanh của Livermore, Barrett, Lơ và David là có thể sẽ tốt hơn nữa nếu họ tiếp cận những nghiên cứu cơ sở cổ phiếu độc quyền của O'Neill và những công cụ từ tờ gọi là tờ IBD hoặc là trang web là investment.com, một trang web của O'Neill đã lập ra và để hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Và trên hình 54 đến hình 57, các bạn có thể nhìn trên màn hình, từ hình 54 đến 57 là biểu đồ mô tả sự hoạt động của những cổ phiếu tốt nhất trong thập niên 1990. Mọi người có thể nhanh chóng nhìn thấy giá cổ phiếu và số lượng của những cổ phiếu này. Biểu đồ này không chỉ ra những chính xác những điểm mà O'Neill đã mua hoặc bán của những cổ phiếu này. Tuy nhiên, bạn có thể thấy năm 1998 đến 1999, những cổ phiếu này đã thu về khoản lợi nhuận to lớn cùng với số lượng cổ phiếu giao dịch tăng lên khi thị trường chung đang tăng giá, và đây cũng là những cổ phiếu hàng đầu trong thời điểm đó. Biểu đồ cũng minh họa rõ nét những cổ phiếu hàng đầu đã đẩy giá lên như thế nào khi thị trường chung tăng giá. Biểu đồ mô tả cổ phiếu tới quý đầu năm 2003, biểu đồ cũng cho thấy vì không có chiến lược cắt giảm thua lỗ hay không có những nguyên tắc kiếm lợi nhuận, nếu nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu thì số tiền lãi thu về thập niên 1990 sẽ hoàn toàn bị mất đi, bởi vì họ đã không nhận được những tín hiệu của thị trường cho biết đã đến lúc phải bán đi những cổ phiếu đó. O'Neill đã bán hết cổ phiếu này khi những cổ phiếu này đã đạt được đến mức là đỉnh điểm, và do vậy ông đã giữ được nguồn lợi nhuận to lớn, trong khi những nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu như thế tin rằng họ đã mất đi khoản lợi nhuận trên giấy tờ và bị thua lỗ nặng nề. Có nghĩa là khi cổ phiếu đạt đỉnh thì O'Neill sẽ bán đi và thu về lợi nhuận, còn một số người khác thì là vẫn giữ và trở thành thua lỗ. Các bạn có thể nhìn trên biểu đồ hình 54, 55 và 56 là sau khi cổ phiếu tăng mạnh và sau đó phân phối và giảm mạnh, nghe trong giai đoạn tăng mạnh thì sự vận động cổ phiếu là tăng, tích lũy, tăng giá, đẩy giá, phân phối và sau đó là đè giá, giảm giá. Thì chúng ta hiểu được bốn cái quy luật vận động của cổ phiếu, giai đoạn cổ phiếu thì chúng ta sẽ mua bán sẽ phù hợp hơn. Và đến đây là video đã dài rồi và tôi xin kết thúc cái phần chia video ở đây và xin tiếp tục chia sẻ phần tiếp theo là các chiến lược của nhà giao dịch cổ phiếu thành công ở các video tiếp sau. Và thông qua những chia sẻ về những bí quyết của O'Neill thì chúng ta sẽ học hỏi được ở ông rất khá nhiều. Thứ nhất là về mô hình cốc tay cầm, thứ hai là mua những cổ phiếu tăng giá và hạn chế mua, không mua những cổ phiếu giảm giá và mua trung bình giá lên. Và một lần nữa không quên cảm ơn cả nhà, cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ, đã đăng ký kênh, like, share và chia sẻ cho cộng đồng. Tôi xin chia sẻ những kiến thức này ngoài mục đích ôn lại những kiến thức cho chính mình, những bài học từ sách vở, từ những người thầy, dù chỉ thông qua Internet. Xin chân thành cảm ơn tất cả vì đã giúp tôi. Các bạn có xem qua các video của tôi, thấy phù hợp, cùng đam mê, cùng chí hướng thì hãy đăng ký, chia sẻ, giúp cho chính mình, bạn bè và cộng đồng ngày còn tốt hơn, hạnh phúc hơn và thành đạt hơn. Mỗi người chúng ta ai cũng cần có tam bảo cho riêng mình. Một là thầy giỏi, hai là bạn tốt, ba là sách hay. Chúc các bạn thành công.